Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 18. Mời Thiên Cơ Tử nói. Trưởng giáo Hoa Sơn khiêm tốn học hỏi. Không biết vị Thiên Cơ Tử nổi tiếng biết quá khứ biết tương lai này nhìn ra được cái gì? Thiên Cơ Tử tiếp tục nói, tuy rằng kiếm trận Hoa Sơn rất có uy lực, nhưng mà chẳng làm được gì hồn rồng cả. Các ông nhìn kỹ đi, dù hồn rồng bị nhốt sâu trong kiếm trận, trông có vẻ gào giống đau đớn, thật ra thì nó không hề tránh né kiếm, thậm chí còn chủ động đón kiếm nữa. Mọi người tập trung nhìn kỹ, quả nhiên. Phạm vi kiếm trận khoảng hơn 1.000 mét, với tốc độ bay của hồn rồng, nếu nó muốn thì có thể chạy thoát phần lớn sự ăn mòn của kiếm khí. Có điều, hồn rồng trông có vẻ bị đánh túi bụi, liên tiếp bị kiếm khí xỏ xuyên, thực tế thì nó đang chủ động đón kiếm, cố ý đâm vào trong kiếm khí. Hành vi quỷ dị của nó khiến đám người Hoa Sơn vừa bất ngờ vừa lo sợ. Thầm nghĩ chẳng lẽ hồn rồng điên rồi, hay là vì thấy nguy hiểm nên chủ động tự mình hại mình tìm đường chết. Xin hỏi Thiên Cơ Tử lão tiên sinh chuyện này là sao vậy? Trưởng giáo Hoa Sơn nghĩ mãi không ra, đồng thời có cách nhìn mới về Thiên Cơ Tử có thể nhìn ra manh mối, dùng cách gọi cung kính lão tiên sinh để hỏi. Hồn rồng đã hấp thu đủ khí rồng, đang chuẩn bị đột phá Thiên Cơ Tử nói, vừa lúc rơi vào trong kiếm trận, mượn uy lực từ kiếm trận để rèn luyện, hóa hình thành rồng. Cái gì? Nghe vậy, đám người Hoa Sơn đều giật nảy mình, có người không tin. Có người nửa tin nửa không tin. Nếu thật sự là như thế thì phải làm sao? Tàng kiếm thượng nhân hỏi. Lập tức cho dừng trận pháp, Thiên Cơ Tử nói. Nếu không rồng âm xuất hiện, gây họa khắp Tần lĩnh, trăm họ lầm than. Nghe vậy, trưởng giáo Hoa Sơn dẫn đầu đám trưởng lão đều im lặng suy nghĩ, dường như là đang cân nhắc lợi và hại. Ông già kia, ông đừng có ăn nói bậy bạ. Lúc này, Liêu Trác Xuyên lên tiếng quát. Có phải ông là một đám với hồn rồng, cố ý bảo chúng tôi thả hồn rồng hay không? Nghe vậy, Thiên Cơ Tử cười ha ha, sau đó nhìn thoáng qua bên kia, thở dài, tin hay không tin đều không quan trọng nữa rồi. Bởi vì không thể ngăn chặn rồng âm xuất hiện nữa rồi. Tuy rằng Thiên Cơ Tử có thể biết quá khứ biết tương lai, nhưng mà ông ta cũng không có khả năng xoay chuyển càn khôn, rất nhiều chuyện nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra. Đây chính là vận mệnh vô thường. Rồng âm, sắp xuất hiện. Nghe lời nói của Thiên Cơ Tử, đám trưởng lão Hoa Sơn giật nảy mình, sôi nổi cúi đầu xuống xem. Trong kiếm trận, những vết kiếm trên người hồn rồng đều biến thành vảy, sau lại có kiếm khí rơi xuống đều lập tức tan mất. Hồn thể dần dần hóa hình, thay gân đổi cốt, dựng lại thân rồng. Âm khí dần tụ tập thành hình, giống như phía dưới là một cái hố chôn vạn người, âm trầm lại quỷ dị. Cuối cùng, kiếm khí trong kiếm trận giống như là bị một luồng lực lượng vô hình dẫn đường, quấn quanh người hồn rồng, cuối cùng bị rồng âm đã hóa hình chuyển thành lực lượng của mình. Lực lượng kiếm trận lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng ngâm kinh thiên động địa. Rồng âm bay thẳng lên cao, đột phá kiếm trận, bay lượn phía chân trời, thân hình lớn gấp mấy lần, nhìn xuống đám người bên dưới. Sau đó, nó mở ra cái miệng giống như vực sâu. Phun ra một hơi thở rồng xuống phía dưới. Ngay sau đó, chỗ đứng của đám người Hoa Sơn lập tức bị san thành bình địa. Con nghiệt xúc kia, Thiên Cơ Tử khó khăn mà bò ra khỏi đống đổ nát, vừa sốt ruột lại vừa tức giận. Tao không làm mày bị thương, sao mày phun luôn cả tao vậy? Thật là buồn cười. Lúc này, nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy bóng dáng rồng âm. Dưới đống đổ nát truyền đến tiếng kêu đau, ông nội, cứu cháu. Thiên Cơ Tử kéo cháu trai Ngô Nhạc ra khỏi hố sâu. Ông nội, ông không sao chứ? Sau khi ra ngoài, Ngô Nhạc sợ hãi nói. Hứ, cháu làm cháu trai còn không sao, thì ông làm ông nội sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Thiên Cơ Tử ra vẻ cao thâm cười nhạt, vô thức mà vuốt chòm râu của mình, sau đó phát hiện chòm râu của mình cũng bị hơi thở rồng phá hỏng hơn phân nửa. Hay cho con nghiệt xúc kia. Lúc này, đám người Hoa Sơn chật vật bò ra khỏi đống đổ nát, người nào cũng có vẻ giận dữ. Không ngờ kiếm trận cũng không thể bao vây hồn rồng, ngược lại còn giúp nó trọng sinh. Hiện giờ rồng âm xuất hiện, chuyện trở nên khó giải quyết rồi. Hứ, đều tại ông cả, biết rõ rồng âm xuất hiện sao không chịu nói sớm, có phải là cố ý xem trò cười của chúng tôi không? Lúc này, Liêu Trác Xuyên cả người chật vật, cực kỳ không vui, đổ hết lỗi lên người Thiên Cơ Tử. Lúc nổi giận, con người thường hay tìm điểm chút giận.
Và ở trong mắt Liêu Trác Xuyên, hai ông cháu Thiên Cơ Tử giống như quả hồng mềm, có thể trút hết giận dữ trong lòng lên người hai người họ. Thằng nhãi này, đúng là lật ngược phải trái. Nghe vậy, Thiên Cơ Tử cũng nổi giận, trách tôi nói muộn hả? Cậu vừa mới nói tôi ăn nói bậy bạ, đúng không? Mục trưởng giáo, đừng trách tôi nhiều lời, cả đời Thiên Cơ Tử tôi từng gặp vô số người, chắc là ông đã nhìn nhầm vị đệ tử quan môn kia của ông rồi. Thảo nào bị Diệp Côn Lôn đánh gục trong một kiếm. Ha ha, dù cho cậu ta có luyện thêm 10 năm nữa thì cũng sẽ bị đánh gục trong chớp mắt thôi. Lời nói của Thiên Cơ Tử kẹp dao giấu kiếm, đâm thẳng vào người Liêu Trác Xuyên, khiến anh ta thẹn quá hóa giận. Có điều, anh ta còn chưa kịp nổi giận thì chợt nghĩ đến sao ông già kia lại biết mình bị Diệp Côn Lôn đánh gục trong một kiếm. Phải biết rằng Liêu Trác Xuyên có thể nhớ rõ ràng những người ở hiện trường ngày hôm ấy. Anh ta nhớ là ông già Thiên Cơ Tử không có ở đó. Trận chiến trong đại doanh Ung Châu vừa qua chưa được một ngày, bên ngoài ít có người biết đến. Liêu Trác Xuyên giật nảy mình, chẳng lẽ ông già kia thật sự có thể biết quá khứ biết tương lai giống như lời đồn, cho dù không ở hiện trường thì cũng có thể biết được mọi thứ. Nghĩ đến mấy chuyện này, Liêu Trác Xuyên không dám bất kính với Thiên Cơ Tử nữa. Có điều, trong lòng anh ta vẫn rất bất bình, âm thầm thề lần sau gặp mặt nhất định phải đánh thẳng Diệp Côn Lôn, để người trong thiên hạ đều biết và lấy lại danh tiếng cho mình. Thiên Cơ Tử lão tiên sinh bất giận, trưởng giáo Hoa Sơn vội vàng khuyên nhủ, việc gấp hiện nay là phải bắt lấy rồng âm, để tránh nó tiếp tục gây hại các nơi trong Ung Châu. Lỡ như nó hóa rồng thành công thì dù có muốn giết nó cũng khó thêm khó. Ở trong mắt trưởng giáo Hoa Sơn, nhân lúc rồng âm mới vừa thành hình, còn chưa ổn định, nhanh chóng đánh chết nó, để tránh tương lai khó đánh chết. Mục trưởng giáo nói rất đúng. Thiên Cơ Tử nhìn xa ra phía bắc, rồng âm đã bị một lưỡng lực lượng dẫn về phía bên kia. Xem ra là bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau, đã có người chờ bên kia từ lâu rồi. Gió to thổi qua kéo theo mưa to sấm chớp rơi khắp Tân Lĩnh. Một lát sau, một con rồng âm khổng lồ lượn quanh giữa không trung, quan sát mặt đất, dường như đang tìm kiếm lực lượng thu hút nó đến đây. Cuối cùng, tầm mắt nó dừng trên ba người phía dưới. Trời ạ, là rồng, không phải là Hải Thị Thận Lâu đấy chứ? Lục Cảnh Sinh ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là lần đầu tiên trong đời gặp rồng, anh ta sợ hãi, vô thức mà cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nhất là rồng âm lôi cuốn mưa rền gió dữ, khiến người thường Tần Tịch Giao vừa bất ngờ vừa sợ hãi, tự mình ôm vai mình run bần bật. Đó, là rồng hả? Tần Tịch Giao vô cùng sợ hãi. Tuy rằng phía trên không trung là bóng đêm đen nhánh, nhưng mà vẫn có thể thấy rõ ràng thân hình đang lơ lửng trên bầu trời. Thân rồng và vảy rồng màu xanh lập lòe cực kỳ dễ thấy trong bóng đêm. Gió âm từng cơn, gió to gào thét, khuấy đảo đất trời, khiến nó mất đi màu sắc vốn có. Giờ phút này, Diệp Lâm ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi cười nhạt. Quả nhiên là tác dụng của dẫn long quyết trong đồ long thuật. Giống như đồ ăn có thể dẫn tới con kiến, đóa hoa có thể dẫn tới ong mật vậy. Dẫn long quyết là một loại lực lượng độc đáo. Nói đúng hơn là một loại sóng âm có thể thu hút sự chú ý của rồng, dẫn đường cho rồng vô thức đi về hướng nào đó. Dưới cơn mưa tầm tã, trong vũ trụ đen nhánh, một cái đầu rồng khổng lồ trợn to đôi mắt như đèn tị nhìn chằm chằm Diệp Lâm, ánh mắt tàn nhẫn như đang nói, là mày dẫn tao đến đây hả? Đúng vậy, Diệp Lâm ngạo nghễ nói, tao chính là người muốn giết mày. Ngao! Dường như là nghe hiểu lời nói của Diệp Lâm, rồng âm trên không trung lại rít gào dữ dội. Giống như sấm sét nổ vang trên đất bằng, gây chấn động tự phương. Ngay sau đó, rồng âm lôi kéo mưa rền gió dữ và sấm sét ầm ầm xông thẳng về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm không chút sợ hãi, nhảy dựng lên đánh về phía đầu rồng khổng lồ giữa không trung. Thấy Diệp Lâm không chỉ không lùi lại mà còn vọt lên con rồng khổng lồ kia, Lục Cảnh Sinh và Tân Tịch Giao đều thay đổi sắc mặt. Diệp chiến thần, cẩn thận! Anh Diệp, mau quay lại đi! Ngay sau đó, một người một rồng gặp nhau giữa không trung. Trong lần đầu gặp rồng, Diệp Lâm đã dùng long quyền đón đánh. Bởi vì anh từng nghe vị sư phụ thứ bảy là Lão Long Vương nói long quyền chính thức là môn chủ ban đầu của long môn sáng tạo ra khi có điều thấu hiểu lúc quan sát long hổ đánh nhau. Lúc ra quyền mang theo tiếng hổ găm rồng ngâm, có khả năng rung chuyển đất trời. Nếu có may mắn dùng long quyền đấu rồng thật thì long quyền sẽ được thăng cấp. Tiếc là đời sau không có rồng thật,
Long quyền đần dần trở nên bình thường đến cực điểm. Nói tóm lại, nếu muốn thăng cấp long quyền thì cần phải dùng rồng thật để rèn luyện. Cùng lúc đó, rồng âm cũng đã kéo theo mưa rền gió dữ đánh về phía Diệp Lâm. Mỗi một chiêu đều như dẫn theo sấm sét trong thiên địa khiến vạn vật sợ hãi. Trong nhất thời, trong phạm vi trăm dặm của tần lĩnh chim bay cá nhảy, toàn bộ chạy tán loạn. Nơi âm khí đi qua, không còn một ngọn cỏ sống sót, cảnh tượng chết chóc hiện lên. Ầm ầm ầm, đuôi rồng quét tới, Diệp Lâm dùng chiêu thần long bãi vĩ trong long quyền ra đỡ. Răng rắc, móng vuốt rồng chụp xuống, Diệp Lâm dùng chiêu phi long tại thiên trong long quyền đón đánh. Ngay sau đó, một người một rồng đánh qua đánh lại trong không trung. Lục Cảnh Sinh và Tân Tịch Giao đứng phía dưới xem mà ngây ngẩn cả người. Nhất là Lục Cảnh Sinh, sau khi thấy Diệp Lâm dùng long quyền, lúc thì lên tiếng cảm thán, lúc thì chìm vào suy nghĩ. Đó là phi long tại thiên của Hắc Long. Còn kia là kiến long tại điền của Tử Long. Hóa ra thì thừa lục long của tôi mạnh như vậy sao? Không hố là Long Vương. Lục Cảnh Sinh nhìn mọi thứ trước mắt mà cực kỳ giật mình. Không ngờ có thể dùng long quyền đánh với rồng thật, lại còn đánh khó phân cao thấp nữa. Đương nhiên, Lục Cảnh Sinh biết rõ rằng long quyền do Diệp Lâm đánh ra hoàn toàn khác với long quyền do mình đánh ra. Thật là lợi hại. Tân Tịch Giao cảm thấy như là đang xem phim điện ảnh, mọi thứ đều hoa cả mắt, muốn xem kỹ cũng không được. Trong trận chiến tại Đại Doanh Ung Châu, Diệp Lâm gan như nghiền áp hoàn toàn, dùng một chiêu hạ gục đối thủ, khiến người thường là Tân Tịch Giao xem không hiểu. Còn bây giờ, Diệp Lâm gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, hoàn toàn bày ra được uy lực của trọn bộ long quyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một người một rồng giống như kỳ phùng địch thủ, tài giỏi gặp tài giỏi, khiến người đứng xem là Tân Tịch Giao dù có xem không hiểu, cũng có thể xem cho vui, cực kỳ đã ghiền. Nếu tôi cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Tân Tịch Giao không nhịn được mà nổi tiếng hâm mộ, đồng thời càng thêm quyết tâm bái sư. Ầm, ầm, ầm. Trong khoảnh khắc, trận đấu giữa Diệp Lâm và Rồng Âm lại qua ba chiêu. Khác với sinh vật bình thường, Rồng Âm cũng có trí tuệ. Sau khi đánh nhau được một lát với Diệp Lâm, nó chợt cảm thấy có một chút không ổn. Mình tăng tốc, đối phương cũng tăng tốc. Mình tăng gấp đôi lực lượng, đối phương cũng tăng lực lượng theo mình. Dường như thực lực của đối phương tùy theo bên mình, lúc nào cũng cân bằng hai bên. Vậy nên quyền phong của Diệp Lâm lúc yếu lúc mạnh, mơ hồ không rõ. Rồng Âm đần đần phản ứng lại rồi nổi điên lên. Nếu có thể mở miệng nói chuyện thì nó nhất định sẽ mắng thành tiếng, mày coi tao là thứ để đánh thăng cấp đấy hả? Rồng Âm không ngờ mình lại trở thành kẻ bồi luyện của Diệp Lâm. Nó thẹn quá hóa giận, giận dữ gầm lên. Rồng Âm bay lên cao lần nữa, chuẩn bị bỏ lại Diệp Lâm, không chơi cùng Diệp Lâm nữa. Muốn chạy hả? Diệp Lâm thấy vậy thì cũng không ngăn cản, để mặc cho nó biến mất khỏi tăm mắt của mình. Tốt quá đi, con ác long kia bị anh Diệp đánh chạy rồi. Thấy vậy, Tân Tịch Giao không nhìn được hoan hô thành tiếng, cho rằng Diệp Lâm đánh thắng rồi. Còn Lục Cảnh Sinh thì lại buồn bực nói, tốt cái gì mà tốt, chúng ta đến đây để giết rồng, để con ác long kia chạy thì thôn xóm xung quanh lại phải gặp. Nguy hiểm nữa rồi. Tân Tịch Giao lập tức hiểu ra, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến tổ trạch nhà họ Tân cũng ở gần đây, Tân Tịch Giao càng thêm hoảng loạn. Anh Diệp, anh mau nghĩ cách đi. Giờ phút này, Diệp Lâm nhìn ra xa xa, mỉm cười, nó chạy không thoát đâu. Đúng lúc này, mọi thứ xung quanh đều đột nhiên thay đổi. Hướng mà Rồng Âm bỏ chạy có vài cột sáng phóng thẳng lên trời, giống như là trụ trời bao vây Rồng Âm, khiến Rồng Âm không thể chạy thoát. Cột sáng tạo thành nhà giam rắn chắc có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cho dù Rồng Âm có lăn lộn thế nào thì cũng không thể thoát ra. Thúc Long chú. Giờ phút này, đám người Hoa Sơn đang chạy qua đây thấy vài cột sáng phóng lên cao và tiếng Rồng Âm rít gào giận dữ thì đều dừng bước nhìn lên. Là Thúc Long chú trong đồ long thuật, Thiên Cơ Tử giật nảy mình, bấm tay suy tính xem phía trước là thần thánh phương nào mà có thể dùng ra tuyệt kỹ như thế. Nhưng mà tính tới tính lui, Thiên Cơ Tử càng thêm ngạc nhiên, lẩm bẩm, không thể nào. Sao lại là cậu ta được chứ? Ông nội, là ai vậy ạ? Cháu trai Ngô Nhạc tò mò hỏi. Thiên Cơ Tử lắc đầu, vẫn mang vẻ khó tin nổi. Chẳng lẽ trên đời vẫn còn đại sư chém rồng hay sao?
trưởng giáo Hoa Sơn và đám trưởng lão đều rất giật mình. Không ngờ đồ long thuật vốn dĩ đã thất truyền lại đột nhiên thấy ánh mặt trời tại Tân Lĩnh. Đây chính là đồ long thuật trong truyền thuyết đấy hả? Còn mạnh hơn cả kiếm trận của Hoa Sơn chúng ta nữa. Liêu Trác Xuyên rất chấn động. Kiếm trận Hoa Sơn của bọn họ không thể bao vây rồng âm, vậy mà thuốc long chú lại có thể dễ dàng làm được. Không biết là thần thánh phương nào đột nhiên ra tay. Liêu Trác Xuyên nhìn mà hâm mộ, rất mong mình cũng được như vậy. Mau qua xem đi. Trưởng giáo Hoa Sơn hồi hồn, lập tức bay lên phía trước. Xem là cao nhân phương nào đột nhiên ra tay giúp Hoa Sơn chúng ta bắt con nghiệt súc kia. Giờ phút này, Lục Cảnh Sinh và Tân Tịch Giao đang đắm chìm trong uy lực cực mạnh của thuốc long chú, cảm thán mãi không thôi. Tôi còn tưởng rằng con ác long kia chạy trốn rồi chứ. Hóa ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay chiến thần. Lợi hại quá đi, Lục Cảnh Sinh chấn động từ tận đáy lòng. Còn Tân Tịch Giao thì có cảm giác cột sáng giống như là thiên lao nhốt kín con ác long kia ở bên trong, khiến nó không thể thoát thân được. Trời ạ, quá là không thể tưởng tượng rồi. Tân Tịch Giao lấy điện thoại ra muốn quay lại đăng lên mạng xã hội, kết quả phát hiện nhìn bằng đôi mắt và nhìn qua màn hình là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Lúc này, cô mới chợt nhớ đến tối qua Diệp Lâm nói thiết bị điện tử không thể nào bắt được sự tồn tại của trình tự cao hơn. Dù là con rồng khổng lồ trước mắt hay là cột sáng bốn phía đều không nhìn thấy qua màn hình điện thoại. Dù là chụp ảnh hay là quay video đều là như vậy. Ai ra, đáng tiếc, Tân Tịch Giao có chút tiếc nuối thở dài. Nếu không thể lưu lại chứng cứ thuyết phục, chỉ dựa vào lời nói là sẽ không có ai tin cảnh tượng chấn động thế này. Đúng là thúc long chú rồi. Lúc này, đám người Hoa Sơn cũng lục tục chạy đến hiện trường, cũng lên tiếng cảm thán từ tận đáy lòng. Cho hỏi là vị cao nhân nào đang ra tay vậy? Trưởng giáo Hoa Sơn ôm quyền nhìn xung quanh tìm kiếm cao nhân, có thể xuất hiện gặp mặt không? Có điều, ông ta nhìn quanh một lúc lâu mà chỉ thấy ba người Diệp Lâm. Sao lại là anh? Liêu Trác Xuyên nhìn thấy Diệp Lâm, có thể nói là kẻ thù gặp mặt đỏ hết cả mắt, sao anh lại ở đây hả? Cháu trai Ngô Nhạc của Thiên Cơ Tử nhìn thấy Diệp Lâm thì nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên lúc nãy của ông nội, vô thức hỏi ra, anh Diệp, là anh dùng thuốc long chú đấy hả? Không thể nào, không đợi Diệp Lâm trả lời, Liêu Trác Xuyên đã cười lên tiếng trước, đó chính là đồ, long thuật đã thất truyền từ lâu. Với cái tuổi của anh ta, chắc là nghe cũng chưa nghe thấy thì làm sao mà biết được. Dứt lời, Liêu Trác Xuyên nhìn về phía Ngô Nhạc, với ánh mắt khinh thường, như là đang nói, cháu trai Thiên Cơ Tử cái gì chứ? Sao có thể nói ra lời ngu xuẩn như vậy? Liêu Trác Xuyên suy bụng ta ra bụng người. Cho rằng ngay cả mình còn phải nghe các trưởng lão Hoa Sơn trò chuyện mới biết được trên đời này từng tồn tại một loại năng lực khó tin là đồ long thuật. Diệp Côn Lôn cũng bằng tuổi mình thì sao có thể biết được loại tuyệt học thất truyền kia. Chắc là có cao nhân đang âm thầm ra tay, vì nể mặt Hoa Sơn nên mới bắt nhốt con rồng âm kia. Thật ra thì không chỉ có Liêu Trác Xuyên cho rằng như vậy, mà ngay cả Tàng Kiếm Thượng Nhân cũng thấy sốc khi gặp Diệp Lâm. Ông ta thầm nghĩ. Chẳng lẽ là vị đại năng kia âm thầm ra tay dùng thuốc long chú bắt nhốt con rồng âm kia? Phản ứng đầu tiên của Tàng Kiếm Thượng Nhân là đổ hết tất cả trước mắt lên người vị đại năng đứng sau Diệp Lâm, chứ không phải là bản thân Diệp Lâm. Rốt cuộc thì đây chính là đồ long thuật thất truyền đã lâu. Với tuổi tác của Diệp Lâm, dù có cao nhân truyền thừa thì cũng không thể nào nắm giữ được. Diệp Côn Lôn, ngay sau đó, Liêu Trác Xuyên nói bằng giọng điệu không phục, tôi rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi. Hôm qua anh thẳng tôi là vì thần binh trong tay anh, chứ không phải vì thực lực của anh. Tôi thừa nhận du long kiếm của tôi không bằng thanh thần binh của anh. Nhưng mà nó không có nghĩa là tôi không bằng anh. Nếu chỉ so về quyền cước thì chắc chắn là anh không phải là đối thủ của tôi. Hôm qua thua trong tay Diệp Lâm, Liêu Trác Xuyên rất không phục, dọc theo đường đi đều nghĩ vẽ trận chiến hôm qua. Cuối cùng, anh ta kết luận rằng đối phương thẳng nhờ binh khí. Hôm nay gặp lại Diệp Côn Lôn, Liêu Trác Xuyên rất muốn khiêu khích cho Diệp Côn Lôn ra tay tỉ thí quyền cước với mình. Tuy rằng công phu quyền cước của Hoa Sơn không nổi tiếng như kiếm pháp, nhưng mà cũng đủ để đối phó với Diệp Côn Lôn không có thần binh. Sư đệ, cậu điên rồi hả? Tàng Kiếm Thượng Nhân thấy vậy thì thay đổi sắc mặt. Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng sau khi thua, Liêu Trác Xuyên không chỉ không biết rút ra bài học kinh nghiệm mà còn lỗ mãng hơn nữa. Trận đấu vừa qua chưa được một ngày mà Liêu Trác Xuyên đã dám chủ động khiêu chiến nữa rồi. Người ta là vết sẹo lành quên đau,
còn Lưu Trác Xuyên thì là chưa thấy quan tài chưa bỏ ý định. Tạm thời bỏ qua chuyện dù có tỉ thí quyền cước thì Lưu Trác Xuyên cũng không thẳng được, chỉ nói tới một điều đáng sợ là vị đại năng đứng sau Diệp Lâm rất có thể đang ở gần đây. Lần này Lưu Trác Xuyên khiêu chiến, sơ hở một cái là sẽ liên lụy đến toàn bộ Hoa Sơn. Sư huynh mau khuyên đồ đệ của mình đi, mau bảo cậu ta đi Tư Quá Nhai úp mặt vô vách núi đi. Rốt cuộc thì Lưu Trác Xuyên là đệ tử quan môn của trưởng giáo sư huynh, một người làm sư thúc như mình nói sao cũng không ổn. Vậy nên Tàng Kiếm Thượng Nhân dục sư huynh đuổi tên đồ đệ gây chuyện thị phi đi về. Có điều, trưởng giáo Hoa Sơn lại không lên tiếng ngăn cản. Một là vì ông ta đang tập trung tỉnh thần nhìn về phía Rồng Âm và Thúc Long Chú. Hai là vì ông ta cũng cho rằng lời nói của đó đệ là có lý. Nếu Diệp Côn Lôn không có thanh thần binh quỷ dị khó lượng kia thì cậu ta sẽ còn mấy phần bản lĩnh. Trưởng giáo Hoa Sơn và đám trưởng lão đều rất muốn biết đáp án. Huống chỉ, lúc nãy tới đây Thiên Cơ Tử châm chọc mình thu lầm đồ đệ. Trưởng giáo Hoa Sơn rất muốn nhìn xem mình có thật sự nhìn lầm hay không. Đệ tử quan môn của mình đi so quyền cước, chắc là không đến mức thua thê thảm đâu nhỉ. Trưởng giáo Hoa Sơn thầm tính trong lòng, dù đối phương có thực lực mạnh mẽ hơn nữa, nhưng khi không có thần binh lợi khí, nhiều lắm cũng chỉ đánh ngang tay với đồ đệ của mình. Rốt cuộc thì đệ tử quan môn của mình cũng là người xuất sắc trong lứa trẻ tuổi. Diệp Côn Lôn, anh dám tái chiến với tôi không? Lưu Trác Xuyên ngạo nghễ hỏi. Đối mặt với sự khiêu khích của anh ta, lúc này Diệp Lâm vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác vật lộn thân thể với Rồng Âm ban nãy, thấu hiểu và lĩnh ngộ. Cao hơn một bậc về khống chế long quyền. Công phu quyền cước hả? Diệp Lâm hồi hồn lại, cười nhạt. Vừa lúc tôi mới lĩnh ngộ một bộ quyền pháp, dùng anh tới thử xem sao. Nghe vậy, Lưu Trác Xuyên cười to ra tiếng, chỉ dựa vào anh hả? Lĩnh ngộ quyền pháp, anh cho rằng mình là tông sư khai tông lập phái hả? Còn đòi nghĩ ra quyền pháp. Cho dù anh có lâm thời ôm chân Phật, học ngay dùng ngay thì. Lời châm chọc còn chưa nói xong, Lưu Trác Xuyên đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại. Một luồng lực lượng khó tin giống như mưa rền gió dữ cuốn bay cả người anh ta ra ngoài. Mây theo rồng, gió theo hố, thánh nhân chỉ vạn vật đổ. Diệp Lâm đánh ra một quyền, long quyền, phong hổ vân long. Ngay sau đó, gió mây thay đổi, càn quét đất trời. Nhìn lại Lưu Trác Xuyên, không biết đã bị đánh bay đến cái góc xó xỉnh nào trong tân lĩnh nữa. Một chiêu trong long quyền vừa rồi của Diệp Lâm chấn động cả thiên địa. Đừng nói là Lưu Trác Xuyên không thể ngăn cản, ngay cả trưởng giáo và đám trưởng lão Hoa Sơn tận mắt nhìn thấy cũng chưa kịp phản ứng. Cho đến khi Lưu Trác Xuyên bị đánh bay ra ngoài Diệp Lâm thu quyền lại, mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường, đám người Hoa Sơn mới bừng tỉnh, vẻ mặt hoảng hốt, khó có thể tin. Đây là một loại quyền pháp mà bọn họ chưa từng gặp, uy lực của nó vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Chẳng lẽ, đám người Hoa Sơn ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Lâm, nghĩ thầm, chẳng lẽ là cậu ta tự mình lĩnh ngộ? Sáng tạo quyền pháp thật hả? Không thể nào. Trên thực tế thì một quyền vừa rồi không phải là do Diệp Lâm sáng tạo ra, mà là một cảnh giới mới chỉ có thể đạt tới sau khi hiểu sâu thêm một tầng về long quyền nhờ đánh nhau với Rồng Âm. Nếu không đánh nhau với chân long thì long quyền chỉ dừng ở chín thức. Còn nếu đánh nhau với chân long thì không chỉ có được chín thức, mà còn thay ra đổi thịt, lĩnh ngộ được cả thức thứ 10. Uy lực của thức thứ 10 mạnh hơn cả chín thức cộng lại. Một tên tầm thường như Lưu Trác Xuyên làm sao có thể ngăn cản được. Ơ kìa! Lúc này, ngay cả Tàng Kiếm Thượng Nhân cũng bị sốc nữa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ông ta sẽ lại nghĩ ngờ một quyền vừa rồi là của vị đại lão đứng sau lưng Diệp Lâm ra tay. Nếu không thì sao có thể khủng bố như vậy? Đừng nói là thằng sư đệ xui xẻo kia của mình, cho dù là mình đối mặt với một quyền lúc nãy cũng rất khó đỡ nổi. Tầng Kiếm Thượng Nhân nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt kính sợ. Thật sự không biết thực lực của cậu ta đã đạt tới mức nghịch thiên nào rồi. Hãy, tôi đã nói rồi mà. Chỉ có Thiên Cơ Tử là cảm thấy mọi chuyện trước mắt đều là bình thường. Dù cậu có luyện thêm 10 năm nữa cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Không tin đúng không, bây giờ sáng mắt ra chưa? Hay, không biết bay đi đâu rồi nữa. Thiên Cơ Tử nhìn về phía xa xa, lắc đầu thở dài liên tục. Anh Diệp, rất mạnh, cháu trai Ngô Nhạc của Thiên Cơ Tử trợn mắt há mồm, cực kỳ chấn động. Mọi thứ trước mắt giống như suy đoán của Thiên Cơ Tử.
đệ tử quan môn của mình lại thua thê thảm, khẳng định hơn về đánh giá của Thiên Cơ Tử. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm thật rồi? Trưởng giáo Hoa Sơn vừa giận dữ vừa chấn động, có chút khó tiếp thu được hiện thực tàn nhẫn trước mắt. Sau đó, trưởng giáo Hoa Sơn rời tầm mắt lên người Diệp Lâm, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc thằng nhãi tà môn kia chui ở đâu ra? Vậy, có thần bình và có thể triệu tập quân Ung Châu là đủ lắm rồi, sao mà công phu quyền cước cũng nghịch thiên như vậy chứ? Chỉ có thể hình dung bằng một từ, vô song. Trưởng giáo Hoa Sơn và đám trưởng lão Hoa Sơn đồng thời nảy sinh một suy đoán khó tin. Chẳng lẽ Thúc Long chú cũng là do cậu ta làm ra? Bọn họ còn chưa kịp hỏi thì. Lách cách. Vài cây cột sáng trước mắt đều sụp đổ do bị uy lực đến từ một quyền vừa rồi của Diệp Lâm đánh trúng. Long quyền của Diệp Lâm thế mà lại đánh nát Thúc Long chú. Ngao. Rồng Âm nhân cơ hội gầm lên giận dữ, đảo loạn gió mây, bay nhanh bỏ chạy. Gần như chỉ trong chớp mắt, nó đã bay ra xa hàng nghìn mét. Cho dù Diệp Lâm có thi triển Thúc Long chú thì cũng vì khoảng cách xa mà không có hiệu lực. Lúc nãy có thể dùng Thúc Long chú nhốt Rồng Âm là vì trong lúc đánh nhau với Rồng Âm, Diệp Lâm đã âm thầm thi triển Thúc Long chú. Bây giờ chuyện xảy ra đột nhiên, Rồng Âm lại tranh thủ bỏ chạy, cho dù là Thúc Long chú thì cũng không thể có tác dụng ở cách xa nghìn mét được. Không xong rồi, con ác long kia lại chạy trốn nữa. Rồi, Lục Cảnh Sinh và Tân Tịch Giao thấy vậy thì lại trở nên căng thẳng. Trơ mắt ra nhìn Rồng Âm bỏ chạy mất tung mất ích, giống như là hổ vào núi thẳm, rồng lén vực sâu, rất khó để tìm kiếm trong tân lĩnh mênh mang. Có điều, vào lúc này. Ngao! Một tiếng gào vang vọng núi rừng, chấn động thiên địa, chim thú tứ tán. Xa xa, một bóng trắng khổng lồ nhảy dựng lên không trung, giơ tay ra túm cái đuôi của Rồng Âm lại. Ngay sau đó là tiếng gào giận dữ xen lẫn đau đớn của Rồng Âm. Hai tiếng gào va chạm vào nhau tạo thành tiếng gào chói tai hơn nữa. Trong phút chốc, hai bóng dáng khổng lồ, một đen một trắng lao vào đánh nhau. Một lát sau, Rồng Âm giống như là mãng xà cuốn chặt bóng trắng khổng lồ rồi song song rơi từ không trung xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng vang chấn động thiên địa, tới mức chỗ sâu trong tần lĩnh cũng phải đong đưa. Đó là quái vật gì nữa vậy? Người ngoài Lục Cảnh Sinh thấy vậy thì thay đổi sắc mặt. Không ngờ ở sâu trong tân lĩnh, ngoài ác long ra thì vẫn còn một quái vật khổng lồ như thế tồn tại. Vượn Tôn. Đám người Hoa Sơn thấy một màn khó tin kia thì lại vui mừng hô lên, là Vượn Tôn ra tay. Vượn Tôn Hoa Sơn là một con vượn khổng lồ màu trắng, cao 10 trượng, sừng sững như một ngọn núi. Nghe nói con vượn đã hơn 1.000 tuổi. Là bạn thân của trưởng môn lập phái Hoa Sơn, còn mang đến một bộ kiếm phổ, chính là kiếm pháp Hoa Sơn sau này. Nhờ có bộ kiếm phổ kia, Hoa Sơn nổi tiếng thiên hạ, trở thành môn phái đứng đầu Tây Nhạc. Còn con vượn vẫn luôn ở lại bảo vệ môn phái do bạn thân sáng lập. Vậy nên đệ tử Hoa Sơn đời sau hay gọi nó là Vượn Tôn. Nó có địa vị cao quý, thực lực mạnh mẽ, không chỉ có mạnh hơn các đời trưởng môn, mà còn mạnh nhất đương thời. Đương nhiên, còn có lời đồn khó tin hơn nữa là Vượn Tôn chính là kẻ sáng lập Hoa Sơn. Có rất nhiều phiên bản được truyền lại, nhưng vì thời gian trôi qua lâu lắm rồi, không thể nào kiểm chứng được. Chỉ biết rằng mỗi khi Hoa Sơn gặp nguy hiểm, Vượn Tôn đều sẽ ra tay giúp đỡ, trở thành chỗ dựa lớn nhất của Hoa Sơn. Giờ phút này, thấy Vượn Tôn đột nhiên xuất hiện đánh nhau với Rồng Âm, đám người Hoa Sơn đều cảm thấy yên tâm. Vượn Tôn ra tay, vậy là chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi. Bọn họ còn đang lo lắng Rồng Âm chạy thoát gây họa khắp tân lĩnh lẫn đại hạ. Bây giờ xem ra là không cần phải lo lắng, chỉ là một con Rồng Âm mà thôi. Lúc này, dù trời có sập xuống thì vẫn còn có Vượn Tôn chống. Đây chính là con vượn già Hoa Sơn đấy hả? Thấy vậy, Thiên Cơ Tử âm thầm giật mình. Thời còn trẻ, ông ta từng may mắn được gặp nó một lần. Không ngờ thoáng cái đã sắp trăm năm, nó vẫn mang phong thái như cũ, còn ông ta thì đã già rồi. Hâm mộ chết mất thôi. Ông nội, chẳng lẽ con quái vật kia chính là thần thú Hộ Sơn sánh vai với huyền quy của Võ Đang, thừa hoàng của Thiên Sơn, khai minh thú của Côn Lôn đấy hả? Ngô Nhạc cảm thấy mở rộng tầm mắt. Lúc này, đám người Diệp Lâm cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy con quái vật khổng lồ màu trắng kia. Lục Cảnh Sinh và Tần Tịch Giao chỉ ngạc nhiên cảm thán với vóc dáng của nó, không ngờ trên thế gian này lại có một con quái vật khổng lồ như thế.
Còn Diệp Lâm thì lại ngạc nhiên với thực lực khủng bố bùng nổ trong chớp mắt của con vượn, gần như bắt chẹt cả con rồng âm trong lòng bàn tay. Đi, mau đi xem. Đám người Hoa Sơn, hai ông cháu Thiên Cơ Tử và ba người Diệp Lâm đều chạy nhanh về phía hai con thú đánh nhau. Lúc bọn họ chạy đến gần, lại nghe thấy một tiếng gào to chấn động đất trời, chấn đến mức đau lỗ tai. Ngay sau đó, cự vượn một tay nắm đầu rồng, một tay nắm đuôi rồng, dùng sức xé rách ra. Phụt, máu tươi đầy trời. Con rồng âm khổng lồ bị cự vượn xé ra làm hai khúc mình rồng vẫn còn vặn vẹo vì đau đớn, cuối cùng lại bị cự vượn nuốt sống từng ngụm vào trong bụng. Đám người Diệp Lâm vừa đến liền thấy một màn chấn động, cự vượn quay lại nhìn mọi người, mở miệng gào lên một tiếng, giống như đang trách chỉ một chuyện nhỏ thôi mà cũng làm phiền mình ra tay. Ngay sau đó, cự vượn bật người nhảy lên, biến mất ở chỗ sâu trong tân lĩnh. Cung tiến vượn tôn, trưởng giáo Hoa Sơn dẫn đầu đám trưởng lão khom người thí lễ đưa tiễn. Đó là gì vậy? Lúc này, Lục Cảnh Sinh chỉ vào chỗ mất mạng lúc nãy của rồng âm, hô lên thành tiếng. Ở đó có một luồng khí đen mờ mịt dần dần tụ lại, giống như là sương mù, nhanh chóng lan tràn khắp xung quanh. Thấy vậy, mọi người không nhịn được dùng mình một cái, cảm giác cả người phát lạnh, nhiệt độ quanh thân lập tức giảm xuống. Là hồn rồng, Diệp Lâm nói, hồn rồng chết lần nữa, oán khí lớn hơn nữa. Rốt cuộc thì con rồng âm kia tốn biết bao nhiêu thời gian mới trọng sinh. Kết quả vừa trọng sinh lại chết mất, đổi thành người nào cũng không chịu nổi. Vậy nên con rồng âm kia oan còn hơn đậu Nga, oán khí bay thẳng lên cao. Rồng là một sinh vật rất mang thù. Ví dụ như trong truyền thuyết Kính Hà Long Vương bị chém, dám lấy mạng nhân vương, Na Cha chém rồng, cũng gây ầm ĩ cả tam giới. Không ổn rồi. Trưởng giáo Hoa Sơn thấy vậy thì giật nảy mình. Tuy rằng vượn tôn xé sống rồng âm, nhưng mà hồn rồng vẫn là cái thứ gây hại cực lớn. Mau, trưởng giáo Hoa Sơn chỉ huy trái phải mau bày kiếm trận thu hồn rồng. Ngay sau đó, kiếm khí tung hoành, đan chéo thành võng, nhốt kín lưỡng khí đen kia. Lúc đầu kiếm trận có uy lực rất lớn, hoàn toàn áp chế được hồn rồng hóa thành oán khí. Nhưng khi hồn rồng dần dần sống lại, khí đen tràn ngập, lớn mạnh hơn nữa. Cho dù kiếm khí mạnh mẽ áp chế được vạn vật thì cũng khó có thể trói buộc được hồn rồng âm. Rất nhanh sau đó, hồn rồng giống như là không khí không thể bắt giữ, tản ra khắp nơi, phá tan nhà giam được tạo thành từ kiếm khí, cuối cùng chạy ra bên ngoài tụ lại thành hình. Không ổn rồi, hồn rồng chạy rồi. Trưởng giáo Hoa Sơn hô lên, vội vàng di chuyển kiếm khí, tiếp tục bày trận ở gần hồn rồng. Lặp đi lặp lại chỉ là phí công, cơ bản là không thể nhốt được hồn rồng, ngược lại còn khiến đám trưởng lão thở hồng hộc vì kiệt sức. Làm vậy là không nhốt được hồn rồng. Thiên Cơ Tử nhíu mày, lắc đầu nói, cần phải dùng thuật pháp chuyên thu hồn này kia mới được. Nhưng đây là điểm yếu của Hoa Sơn. Rốt cuộc thì Hoa Sơn là danh môn chính phái, sao có thể học công phu thu hồn bắt quỷ tà ác kia chứ? Trong nhất thời, đám người Hoa Sơn và cả trưởng giáo cũng không thể làm gì hồn rồng. Tuy rằng Hoa Sơn không có năng lực thu hồn, nhưng lại có thể đánh cho nó hồn phi phách tán. Có điều, trưởng giáo Hoa Sơn lại có chút không nỡ làm vậy. Bởi vì ông ta vốn định thu phục hồn rồng, sau đó dung nhập vào đại trận Thủ Sơn để tăng cường khí thế. Chỉ là không ngờ qua thêm một làn mất mạng, hồn rồng có nhiều oán khí hơn nữa và khó bắt lấy hơn nữa. Để tôi thử xem. Lúc này, Diệp Lâm đi lên một bước, chuẩn bị ra tay. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Còn không kịp phản ứng hoặc phát ra âm thanh, chỉ thấy Diệp Lâm đưa tay ra. Phù! Đột nhiên! Mọi thứ xung quanh ngưng tụ lại, như thể vạn vật đều đông cứng lại. Còn long hồn đang lan rộng cũng bị ảnh hưởng bởi điều này và rơi vào trạng thái giằng co. Nhất thủ tụ hồn của Diệp Lâm là ngưng tụ linh hồn trôi giạt, khí hóa thông thường thành dạng rắn. Lại nhìn long hồn, giống như có một thân thể rắn chắc, cũng không còn tùy ý phân tán, không thể bắt được. Ý! Thấy vậy, trưởng giáo Hoa Sơn cùng những trưởng lão khác, cùng với Thiên Cơ Tử đều không khỏi kêu lên. Không ngờ thuật pháp nhất thủ của Diệp Lâm lại thần bí như vậy, trong nháy mắt đã áp chế được long hồn. Nếu như vừa rồi nói, mọi người ở Hoa Sơn cùng nhau hợp lực, giống như đánh cá dưới biến vậy. Vậy thì bây giờ, nhất thủ của Diệp Lâm chẳng khác nào rút nước biển, để cá mắc cạn. Nhất thủ rút củi khỏi lửa này thực sự rất tinh tế và đáng kinh ngạc.
Đây không phải là đồ long thuật chứ? Tàng kiếm thượng nhân phát hiện, lúc này Diệp Lâm không còn sử dụng đồ long thuật nữa. Đây cũng là điều khó tránh, đồ long thuật giết chết một con rồng còn sống, nhưng thứ đang đối mặt hiện tại lại là một linh hồn rồng đã chết. Truy hồn đoạt phách. Nhìn thấy long hồn giãy giụa muốn trốn thoát, Diệp Lâm đương nhiên sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Nhất thủ truy hồn đoạt phách, đã hoàn toàn nhốt nó tại chỗ. Những gì Diệp Lâm đang sử dụng bây giờ là cách điều khiển quỷ do thập nhị sư phụ, một thiên sư nuôi quỷ truyền lại cho. Gầm. Gió đen ầm ầm, xen lẫn tiếng gầm của rồng. Nhưng lúc này tiếng gầm của rồng càng thê lương hơn. Ngay sau đó, Diệp Lâm lấy chiếc sừng ra, hét lớn. Lâm. Phù. Một cơn gió ập đến, không khí đen kịt cuốn vào trong chiếc sừng. Lúc này, Diệp Lâm liền dứt khoát nhét long hồn vào trong chiếc sừng. Phòng ẩn lại. He he, cảm ơn chủ nhân đã cho tôi ăn. Chim Raksasa ở bên trong, vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy long hồn được đưa vào. Vừa rồi ta không nếm thử được xác rồng, nhưng bây giờ phải nếm thử long hồn. Mày không được phép nuốt nó. Diệp Lâm vội vàng ngăn cản, giúp tao coi chừng long hồn này, tao còn dùng đến nó. Không được ăn sao, chim Raksasa có chút thất vọng. Vậy mỗi ngày tôi chỉ ăn một miếng cho thỏa mãn cơn thèm thôi. Mà long hồn được thu vào trong đó lại phát ra. Mày cứ việc hét đi, có hét rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu đâu. Chim Raksasa cười ngạo nghễ. Sau đó, bên trong vang lên tiếng hai con thú đánh nhau. Lúc này, Diệp Lâm dễ dàng nhét long hồn vào túi. Lục Cảnh Sinh và Tân Tịch Giao không khỏi vui mừng, vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Dù sao, long hồn vừa rồi nhìn có vẻ rất khó đối phó, ngay cả những cao nhân đến từ Hoa Sơn cũng không thể thành công. Kết quả cuối cùng, Diệp Lâm lại giải quyết rất nhanh chóng, gọn gẽ và nhẹ nhàng. Hai người làm sao có thể không ngạc nhiên? Điều này không phải có nghĩa là Diệp Lâm có thể áp chế được trưởng giáo Hoa Sơn, cũng quá uy phong rồi. Chiến thần uy vũ, Lục Cảnh Sinh lớn tiếng tán dương. Anh Diệp thật lợi hại, ánh mắt Tân Tịch Giao lấp lánh như sao. Trong nháy mắt hóa thân thành một tiểu fan girl, vô cùng sùng bái. Diệp Lâm cất chiếc sừng đi, thấy sự tình ở đây đã quyết xong, liền chuẩn bị rời đi. Chúng ta đi thôi, Diệp Lâm gọi hai người Lục Cảnh Sinh và Tân Tịch Giao. Ồ, hai người nhanh chóng đuổi theo. Thấy ba người đang chuẩn bị rời đi. Trưởng giáo Hoa Sơn đột nhiên tỉnh táo lại sau cú sốc vừa rồi, vội vàng ngăn cản. Đợi đã. Lúc này... Bầu không khí vừa mới thoải mái đột nhiên trở nên căng thẳng. Có gì chỉ giáo, Diệp Lâm dừng lại, hơi quay đầu lại hỏi. Chỉ nghe trưởng giáo Hoa Sơn tiếp tục nói, âm long này xuất hiện ở lãnh địa Hoa Sơn chúng tôi, theo lý nên là Hoa Sơn chúng tôi xử lý. Vừa rồi là viên tôn của Hoa Sơn chúng tôi ra tay, mới giết chết âm long này. Còn linh hồn âm long, chúng tôi vẫn chưa thu phục xong thì đã bị các hạ ra tay bắt được trước rồi. Nói đến đây. Thái độ của trưởng giáo Hoa Sơn vẫn được coi là hòa khí, dùng giọng điệu thương lượng nói, vẫn xin các hạ để lại linh hồn âm long, Hoa Sơn chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ tình hữu nghị này. Hơn nữa người đến là khách, nếu có hứng thú, có thể cùng tôi đến Hoa Sơn làm khách, thể hiện tình hữu nghị của chủ nhà. Diệp Lâm nghe vậy, bình tĩnh mỉm cười, thứ nhất, âm long tự tôi có thể giết được, thứ hai, long hồn là tự tôi thu phục. Cho nên xin lượng thứ không thể nghe theo. Nói xong, Diệp Long liền bước rời đi mà không quay đầu lại. Thấy vậy, sắc mặt trưởng giáo Hoa Sơn trở nên cực kỳ âm trầm. Đến cả những trưởng lão ở bên cạnh cũng tỏ ra tức giận. Trong lòng thầm nghĩ, tên nhóc này cũng quá kiêu ngạo rồi, lại không cho chút mặt mũi nào. Trên lãnh địa Hoa Sơn bọn họ, cướp linh hồn rồng, lại còn dám tự tin như vậy. Trưởng giáo Hoa Sơn thầm nghĩ, nếu đã không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách chúng ta, lớn bắt nạt bé. Đứng lại! Trưởng giáo Hoa Sơn lại tức giận hét lên. Cậu trước làm tổn thương đệ tử của tôi, sau cướp đi long hồn của tôi. Nếu để cậu đi như vậy, Hoa Sơn tôi từ nay về sau chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Hôm nay, hoặc là cậu ở lại, hoặc là để long hồn lai, cậu tư chọn lấy mốt con đường đi. Những lời này vừa nói ra. Đột nhiên, xung quanh tràn ngập sự ớn lạnh, bầu không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Sư huynh, Tàng kiếm thượng nhân nhảy ra đầu tiên, nhanh, chóng lên tiếng khuyên giải. Sư huynh bất giận. Một bên là sư huynh của ông,
một bên lại coi như, một nửa chủ nhân của ông ta, Tàng Kiếm Thượng Nhân bị kẹp ở giữa, cũng vô cùng bất lực. Trưởng giáo mục, hà tất phải tính toán với tiểu bối như vậy? Lúc này, Thiên Cơ Tử cũng khuyên giải. Nhưng thái độ của trưởng giáo Hoa Sơn rất kiên quyết. Nếu không để lại long hồn, đừng hòng bước ra khỏi Tân Lĩnh nửa bước. Lời còn chưa nói xong, xung quanh đã tràn ngập kiếm khí. Dường như ngay giây tiếp theo, một trận kiếm sẽ lại nổ ra. Chỉ là lần này người cần đối phó không phải Âm Long nữa mà là Diệp Lâm. Tần Tịch Giao nhìn thấy cảnh này có chút sợ hãi. Dù sao bọn họ vẫn ở trong lãnh địa Hoa Sơn, một khi thật sự phải ra tay, ba người bọn họ căn bản không thể kiếm được lợi lộc gì. Anh Diệp, hay là Giao Long Hồn, cho bọn họ đi. Lâm Tịch Giao dựa trên nguyên tắc mọi người đều phải cúi đầu dưới mái hiên, muốn thuyết phục Diệp Lâm nhượng bộ. Diệp Chiến Thần, hai người đi trước đi, tôi ở lại chặn họ. Lúc này, Lục Cảnh Sinh đã sẵn sàng đối đầu với đám người Hoa Sơn, có thể trì hoãn một giây thì cũng phải trì hoãn một giây. Đồng thời đưa ra cảnh báo. Các vị Hoa Sơn nghe đây, chúng tôi là quân sĩ chính quy của Ung Châu, mà người các ông muốn giữ lại chính là Chiến Thần Ung Châu. Ngày hôm qua, anh Diệp đã kế nhiệm vị trí Chiến Thần, các người cũng đều tham gia rồi. Nếu các người dám động vào một ngón tay vào chúng tôi, có tin 300.000 đại quân Ung Châu chúng tôi sẽ san phẳng đỉnh Hoa Sơn của các người không? Những lời này vừa nói ra, càng chọc tức những trưởng lão cấp cao của Hoa Sơn. Đúng là vô lý, lại dám lấy quân Ung Châu ra uy hiếp chúng ta. Nếu cậu thật sự nói như vậy, hôm nay ba người các cậu đừng hòng ai đi được. Tôi muốn xem 30 vạn quân Ung Châu có dám tiến vào Hoa Sơn của chúng tôi hay không. Đại trận trấn giữ núi Hoa Sơn của chúng tôi đã đói khát lắm rồi. Theo luật pháp của Đại Hạ, quân sĩ Cửu Châu là những thanh kiếm sắc bén bảo vệ đất nước, chỉ có thể sử dụng đối phó với bên ngoài chứ không thể sử dụng ở bên trong. Tôi xem quân Ung Châu các cậu ai dám manh động, tôi sẽ về thủ đô tố cáo. Đột nhiên, hai bên trở nên căng thẳng, tranh cãi không ngừng. Còn Diệp Lâm cũng cảm giác được từ sau lưng mình truyền đến địch ý sâu đậm, không khỏi có chút khó chịu. Long hồn tự tay mình bắt được, tại sao phải đưa cho bọn họ? Huống hồ lúc đó, là sau khi đám người Hoa Sơn bất thất bại thì Diệp Lâm mới ra tay. Dãy núi Tân Lĩnh lớn như vậy, không thể nào tất cả mọi thứ trong này đều là Hoa Sơn có quyền ưu tiên có được chứ? Thế là Diệp Lâm hỏi, trưởng giáo mục, thật sự muốn ra tay sao? Trưởng giáo Hoa Sơn hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói, nếu cậu không để lại long hồn, đừng trách chúng tôi vô lễ. Dù sao, vì long hồn này, hôm qua bọn họ đã theo. Dõi một ngày một đêm, hôm nay không dễ dàng gì đợi Viên Tôn ra tay diệt Âm Long. Kết quả cuối cùng lại khiến Diệp Lâm ngư ông đắc lợi. Hoa Sơn sao có thể cam tâm từ bỏ được? Nếu đã như vậy, Diệp Lâm cũng không phí lời, nói, thì phải dựa vào sức mạnh thôi. Người chiến thẳng, sẽ lấy đi long hồn. Thấy Diệp Lâm lại dám khiêu chiến mình. Trưởng giáo Hoa Sơn và các trưởng lão không khỏi kinh ngạc và tức giận. Trong lòng thầm nghĩ tên nhóc này rốt cục là điên rồi, hay là thật sự không để ai trong mắt. Lạ dám hỗn láo như vậy. Thực sự nghĩ rằng việc giết chết Liêu Trác Xuyên một cách nhanh chóng thì sẽ có tự tin để đấu với Hoa Sơn. Ngây thơ, ấu trĩ. Được, vậy tôi sẽ đích thân ra tay, dạy cho tên nhóc thối tha không biết trời cao đất dày cậu một bài học. Trưởng giáo Hoa Sơn bước lên một bước. Lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Khi Thiên Cơ Tử và những người khác thấy vậy, họ đều bị sốc. Trong lòng kinh hãi, không hổ là trưởng giáo Hoa Sơn, uy lực của bước đi này chấn động trời đất, không người thường nào có thể đạt được. Sư Huy Nhi lúc này, Tàng Kiếm Thượng Nhân lại một lần nữa ra mặt ngăn cản, không nên động thủ, có gì từ từ nói. Sư đệ, giáo trưởng Hoa Sơn nhìn thấy cảnh này thì tức giận, đệ và tiểu tử này rốt cục có quan hệ gì? Tại sao từ ngày hôm qua đệ nói hay làm gì đều hướng đến hắn? Đệ rốt cục đã chúng ta gì rồi? Hôm nay đệ hãy nói rõ cho tôi biết. Nghe vậy, Tàng Kiếm Thượng Nhân khẽ thở dài, nếu cái mạng nhỏ của mình không nẫm trong tay kẻ. Mạnh mẽ đó thì tại sao ông ta lại phải như vậy? Sư huynh, huynh đừng hỏi, tôi cũng có điều khó nói. Tàng Kiếm Thượng Nhân bất đắc dĩ nói, tóm lại, huynh không được động vào cậu ta. Nếu tôi nhất định muốn động thủ thì sao? Trưởng giáo Hoa Sơn không chịu nhún nhường, từng bước ép buộc. Vậy thì tôi chỉ còn cách, vừa nói, Tàng Kiếm Thượng Nhân cũng không có sự lựa chọn khác,
đứng trước mặt sư huynh của mình, đắc tội rồi. Thấy vậy, trưởng giáo Hoa Sơn và các trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Đệ lại vì tên nhóc đó mà ra tay với tôi. Trưởng giáo Hoa Sơn không thể tin vào mắt mình, đệ định phản bội Hoa Sơn sao? Tăng kiếm thượng nhân trầm giọng nói, xin sư huynh giơ cao đánh khẽ, để bọn họ đi đi. Tôi sẽ ở lại, tùy huynh xử lý. Xử lý, trưởng giáo Hoa Sơn tức giận cười nói, được, vậy bây giờ tôi sẽ trục xuất kẻ phản bội đệ ra khỏi Hoa Sơn. Đệ lại vì tên nhóc đó mà đối đầu với tôi, vậy thì tôi và cậu từ nay về sau sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Vừa nói, trưởng giáo Hoa Sơn vừa vung tay, cắt đứt một góc áo bào. Có nghĩa là cắt áo đoạn nghĩa với Tàng Kiếm Thượng Nhân. Sư huynh, Tàng Kiếm Thượng Nhân nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy đau lòng và bất lực. Binh! Sau đó, trưởng giáo Hoa Sơn dùng tay trái đánh lùi sư đệ của mình ra. Đến đây, trưởng giáo Hoa Sơn đứng chắp tay sau lưng, kiêu ngạo nói, Tàng Kiếm, đệ và tên nhóc kia liên thủ, đánh với tôi một trận đi. Nếu có thể thẳng được một chiêu rưỡi của tôi các người có thể mang theo long hồn rời khỏi nơi này. Sư huynh, Tàng Kiếm Thượng Nhân bị đẩy sang một bên. Nhìn thanh kiếm trong tay, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Sư huynh, đừng ép tôi. Các trưởng lão xung quanh cũng kêu gọi trưởng giáo bình tĩnh. Tuy nhiên, trưởng giáo Hoa Sơn vẫn kiên quyết ra tay. Sư đệ, năm đó sư phụ nói đệ thiên phú khác thường, còn tôi là người chín chắn thận trọng, cho nên sư phụ đã truyền vị trí trưởng giáo cho tôi. Nhưng những lời này cũng có nghĩa là, xét thực lực, tôi không bằng đệ. Điều này cũng trở thành tâm bệnh của trưởng giáo Hoa Sơn trong nhiều năm qua. Hôm nay tôi và đệ sẽ bỏ qua tất cả, dốc toàn lực để phân thắng bại. Tôi muốn xem một người có thiên phú khác thường như đệ so với một người chín chắn thận trọng như tôi sẽ như thế nào. Trận chiến này khó tránh rồi. Tăng kiếm thượng nhân thầm thở dài nói, cậu Diệp, cậu đi trước đi. Tôi sẽ chặn sư huynh tôi và những người khác lại. Ông ta không muốn trở thành kẻ thù của sư huynh mình, nhưng với tư cách là một nửa thuộc hạ của Diệp Lâm, ông ta phải cố gắng hết sức để tuân theo mệnh lệnh của người đàn ông quyền lực đó. Khi nhìn thấy đối phương thật sự nhầm vào mình, Diệp Lâm cũng không có ý định để Tàng Kiếm Thượng Nhân ra tay giúp đỡ. Vừa muốn nói một mình là đủ rồi. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, ở phía xa, đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm ổn. Trưởng giáo mục, có thể nể mặt tôi, mỗi người lùi một bước không? Những lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn theo, lập tức bị chấn động. Chỉ thấy một ông già mặc áo choàng xám đứng trên một vách đá cách đó hàng nghìn mét, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng sau khi nhìn kỹ hồi lâu, lại mang đến cho người ta cảm giác cao thâm khó đoán, thế ngoại cao nhân. Người khác có thể không biết, nhưng đám người Hoa Sơn sao có thể không biết thân phận cao quý của ông lão. Trưởng môn đạo toàn chân, Viên Phong Cổ, Thiên Cơ Tử kêu lên. Trưởng giáo Hoa Sơn nhìn thấy cảnh này, không khỏi cau mày, thầm nghĩ. Cuối cùng vẫn kinh động đến người của đạo toàn chân rồi. Đạo toàn chân nắm ở giữa dãy núi Tần Lĩnh, cách đây không xa, là núi Trung Nam. Nếu phân chia theo nghĩa chặt chế thì đây là địa bàn của đạo toàn chân chứ không phải là Hoa Sơn. Viên chân nhân, không phải biết tên nhóc này đấy chứ? Trường giáo Hoa Sơn tò mò hỏi. Chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết. Viên Phong Cổ lắc đầu, nhưng lại mỉm cười nói. Chỉ là vừa rồi thấy vị tiểu đạo hữu này sử dụng phương pháp trói hồn rất thần bí, làm tôi nhớ tới vài người bạn cũ. Là ai? Trưởng giáo Hoa Sơn tò mò hỏi. Viên Phong Cổ lặng lẽ thở dài, nhìn bốn phía. Không đủ nói trước mặt người ngoài. Nghe vậy, trưởng giáo Hoa Sơn nhất thời không nói nên lời. Thầm nghĩ, lão đạo toàn chân này cũng giỏi giả thần giả quỷ, nói không chừng lão và tên nhóc này lại có quan hệ gì đó chăng? Nếu các đạo toàn chân ra mặt thay cho tên nhóc này, hơn nữa còn là trưởng môn đạo toàn chân đích thân ra tay, vậy thì Hoa Sơn sẽ không còn cách nào khác là phải rút lui. Như người ta vẫn nói, một nửa đạo sĩ trong thiên hạ là toàn chân. Đạo toàn chân hay còn gọi là đạo chính nhất, danh tiếng rất lớn, rất nhiều đệ tử, danh tiếng toàn cầu mà Hoa Sơn không thể so sánh được. Trưởng giáo mục, Viên Phong Cổ lại tiếp tục nói, long hồn đó cũng không phải bảo bối vô giá gì. Hơn nữa Hoa Sơn các người lại là người tu luyện kiếm, lấy vật này cũng không có tác dụng gì lớn. Huống hồ, long hồn là do vị tiểu đạo hữu này bất giữ được, lùi một bước mà nói, bây giờ cậu ta có thả long hồn ra thì Hoa Sơn các người cũng chưa chắc có thể bắt được. Chẳng bằng thuận theo tình người,
hà tất phải dùng kiếm chém giết nhau? Trưởng giáo Hoa Sơn nhìn Viên Phong Cổ, một lúc sau mới hỏi, Viên chân nhân nhất quyết muốn ra mặt thay cho tên nhóc này. Tôi chỉ là nói mấy câu công bằng mà thôi, Viên Phong Cổ cười nói, xin giáo trưởng mục minh giám. Nói như vậy, rõ ràng là đạo toàn chân sẽ làm đến cùng rồi. Được thôi, trưởng giáo Hoa Sơn bất đắc dĩ cười, vậy tôi sẽ nể mặt Viên chân nhân. Cáo từ. Vừa nói, trưởng giáo Hoa Sơn xua tay, dẫn đám người Hoa Sơn lần lượt rời đi. Không tiễn, Viên Phong Cổ cũng chắp tay. Sư huynh, Tàng Kiếm Thượng Nhân do dự một chút, thấy sư huynh không hề quay đầu lại nhìn mình, ông đành phải bỏ cuộc, đứng yên tại chỗ. Đến lúc này, một cuộc tranh chấp đã được Viên Phong Cổ, trưởng môn đạo toàn chân, giải quyết chỉ trong vài lời. Đa tạ Viên chân nhân. Diệp Lâm cúi đầu cảm ơn. Mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau nhưng dù sao người ta cũng đã tốt bụng thay mình giải vây, cảm ơn cũng là điều nên làm. Tiểu đạo hữu không cần đa lễ, Viên Phong Cổ cười vui vẻ, tò mò hỏi, tôi có một việc vẫn chưa hiểu, hy vọng tiểu đạo hữu có thể giải thích cho tôi. Đạo trưởng, mời nói, Diệp Lâm mơ hồ đoán được cái gì đó. Không biết tiểu đạo hữu có phải là đệ tử phái Âm Sơn không? Viên Phong Cổ hỏi thẳng vào vấn đề. Phái Âm Sơn. Cái tên này vừa nói ra, không chỉ Tàng Kiếm Thượng Nhân, mà cả Thiên Cơ Tử ở một bên cũng đều kinh ngạc. Phái Âm Sơn là phái tu luyện quỷ duy nhất trên thế giới. Các đệ tử của môn phái này đều là những kẻ phản bội và xấu xa, họ đều là những kẻ tà ma ngoại đạo. Ông nội, trên thế giới này vẫn còn có truyền nhân của phái Âm Sơn sao? Ngô Nhạc, cháu trai của Thiên Cơ Tử càng nghi ngờ nói, cháu còn tưởng rằng môn phái thần bí đó đã thất truyền từ lâu rồi. Thiên Cơ Tử cũng cau mày lắc đầu, nhưng dựa trên sự hiểu biết của ông ta về Diệp Lâm, ông cho rằng hắn cách xa phái Âm Sơn. Chỉ có điều thủ pháp tính vi mà Diệp Lâm sử dụng vừa rồi để truy hồn đoạt phách đúng là có một số điểm tương đồng. Không phải vậy chứ, Tàng Kiếm Thượng Nhân cũng có chút bối rối, thầm nghĩ Diệp Lâm rõ ràng là truyền nhân của cường giả kia, làm sao lại còn là phái Âm Sơn được. Kiếm Tiên và Âm Sơn hoàn toàn không tương thích với nhau chứ. Anh Lục. Phái Âm Sơn là gì? Tân Tịch Giao trầm giọng hỏi. Tôi cũng không hiểu, Lục Cảnh Sinh lắc đầu, nhưng nghe cái tên này thì có vẻ như là một thế lực. Đối lập với chính phái. Hả, nói vậy thì anh Diệp là người của tà giáo. Tân Tịch Giao kinh ngạc. Làm sao có thể như vậy? Đừng nói nhám, Lục Cảnh Sinh nói. Diệp chiến thần toàn thân chính khí, cái gì mà tà ma ngoại đạo, nhất định là lão đạo nhân đó giả hồ đồ, hoa mắt rồi. Nhất thời. Đối mặt với vấn đề này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Lâm, bọn họ đều muốn biết mối quan hệ giữa Diệp Lâm và Phái Âm Sơn là gì. Phái Âm Sơn, quả thực là học từ thập nhị sư phụ của mình. Đối mặt câu hỏi này, Diệp Lâm khẽ cau mày, không khỏi có chút do dự. Dù sao, toàn chân cũng đứng đầu đạo môn, và tự hào là người ngay thẳng. Lúc này đột nhiên lại truy hỏi mình có phải là truyền nhân của Phái Âm Sơn không? Khó tránh khiến mọi người suy nghĩ về nó. Sau khi Diệp Lâm có được long hồn, hắn không muốn gây rắc rối. Cho nên cũng bắt trước lời nói vừa rồi của Viên Phong Cổ, thản nhiên trả lời, không đủ nói trước mặt người ngoài. Nghe vậy, hiện trường trở nên im lặng. Mọi người không ngờ Diệp Lâm lại tránh né trả lời, đây là mặc định sao? Hay là có lo lắng? Ha ha, Viên Phong Cổ cười nói, tiểu đạo hữu không cần nghĩ nhiều, tôi không có ý gì xấu. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy thủ pháp mà tiểu đạo hữu sử dụng, bất giác nhớ đến một người bạn cũ. Hai, người này đã qua đời rồi. Bỏ đi, cáo từ. Vừa nói, Viên Phong Cổ vừa quay người, biến mất không dấu vết trên vách đá. Phù, nguy hiểm quá. Lục Cảnh Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều này. Vừa rồi còn thực sự lo lắng, một trưởng giáo Hoa Sơn vừa rời đi, lại một trưởng môn đạo toàn chân đến. Nếu phải ra tay thì sẽ khó khăn hơn cả Hoa Sơn. Không hổ là một cái danh môn chính phái, Tần Tịch Giao cũng vỗ ngực vui vẻ nói, tôi biết đạo trưởng đạo toàn chân sẽ không vô lý như Hoa Sơn. Nhưng vừa dứt lời, Tần Tịch Giao chợt nhận ra có một trưởng lão Hoa Sơn đang đứng ở đó. Trưởng lão, tôi không nói ông. Tần Tịch Giao lè lưỡi, nhanh chóng xin lỗi. Ha ha, Tàng Kiếm Thượng Nhân cười khổ, không sao, tôi đã không còn là người của Hoa Sơn nữa rồi. Lúc này, Diệp Lâm cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tàng Kiếm Thượng Nhân. Dù sao,
Vào thời điểm quan trọng, ông ta đã đứng vững về phía mình và giữ đúng lời hứa với lão Sở. Dù bị trục xuất khỏi sư môn nhưng ông ta vẫn không hề dao động. Thực ra ông không cần giúp tôi, Diệp Lâm cũng có chút tiếc nuối nói. Những lời sau đó lại không có nhẫn tâm nói ra. Thực ra, tự Diệp Lâm cũng có thể giải quyết được. Nhưng hiện tại chuyện đã xong, Tàng Kiếm Thượng Nhân đã bị trục xuất khỏi Hoa Sơn, có nói gì cũng đã muộn rồi. Ông có dự định gì sau này? Diệp Lâm lại hỏi. Tôi đã quen nhàn rỗi rồi, cho nên nhân cơ hội này, ra ngoài đi dạo một chút. Tàng Kiếm Thượng Nhân tất cởi mở, nói không chừng một thời gian sau, đợi sư huynh nguôi giận, tôi lại có thể trở về. Diệp Lâm suy nghĩ một chút, cười nói, vậy tôi sẽ tìm cho ông một người bạn đồng hành. Ai thế? Tàng Kiếm Thượng Nhân nghe vậy liền giật mình, trong lòng thầm nghĩ, đừng có là tiểu tổ tông cậu đấy. Nếu cậu theo tôi cũng không thể hầu hạ cậu được. Lập tức, Diệp Lâm quay người nói với Tần Tịch Giao, cô không phải muốn bái sư học nghệ sao? Tôi giúp cô tìm được một sư phụ tốt rồi. Nghe vậy, cả hai đều sửng sốt. Băng cơ ngọc cốt, Tàng Kiếm Thượng Nhân quan sát một lát, âm thầm gật đầu, trong lòng nghĩ, quả nhiên là một hạt giống tốt. Cô bé, nếu là anh Diệp giao phó, nếu cô đồng ý, tôi nguyện nhận cô làm đồ đệ. Tần Tịch Giao nghe xong tò mò hỏi, vậy nếu tôi bái ông làm sư phụ, sau này tôi có thể trở nên mạnh mẽ như anh Diệp không? Điều đó chắc chắn là không có khả năng. Tàng Kiếm Thượng Nhân cười khổ nói, tôi còn chưa đạt đến trình độ đó. Nhưng nếu có thời gian, tôi có thể khiến cô trở nên mạnh hơn đứa cháu trai xui xẻo của tôi, cái này tôi có tự tin. Cháu trai của ông là ai? Tần Tịch Giao tò mò hỏi. Chính là người vừa bị anh Diệp đánh bay, Tàng Kiếm Thượng Nhân nói. Ồ, Tần Tịch Giao đột nhiên nhớ ra, cô vẫn có chút ấn tượng với người đó, là đệ tử thân cận của trưởng giáo Hoa Sơn. Tôi có thể lợi hại hơn anh ta sao? Vậy thì cũng không tệ. Thế là Tần Dịch Giao ngay lập tức bái sư, biểu thị đồng ý tu hành với Tàng Kiếm Thượng Nhân. Chúc mừng Thượng Nhân đã thu nhận được một đệ tử tốt. Lúc này Thiên Cơ Tử cũng tiến tới chúc mừng. Thiên Cơ Tử, ông lại nhìn thấy cái gì rồi? Tàng Kiếm Thượng Nhân tò mò hỏi. Thiên Cơ Tử nhìn chằm chằm vào Tần Tịch Giao, và mỉm cười nói, ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã biết cô gái này không tầm thường, sau này sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại. Nhiều hơn nữa thì thôi không nói nữa, thiên cơ không được tiết lộ. Tóm lại, chỉ cần Thượng Nhân bồi dưỡng thật tốt, đối với ông cũng sẽ có rất nhiều lợi ích. Nghe xong những lời này, Tàng Kiếm thầm ghi nhớ trong lòng, tư chất không tầm thường, lại là anh Diệp giao phó, còn lời tiên đoán của Thiên Cơ Tử, có thể thấy được, đồ đệ này trong tương lai thành tựu là vô hạn. À, ông chính là ông lão tốt bụng đã xem bói cho tôi, giúp tôi chỉ đường. Lúc này Tân Tịch Giao cũng nhận ra ông lão trước mặt. Nếu Thiên Cơ Tử không chỉ cho cô một con đường rõ ràng khi cô gặp nguy hiểm nhất thì cô đã không có cơ hội gặp được anh Diệp. Nói không chừng bây giờ, cô đã bị ép gả vào nhà họ Tân cổ võ, trở thành vợ bé của gia chủ nhà đó rồi. Lập tức, Tân Tịch Giao liên tục cảm ơn Thiên Cơ Tử, cảm kích vô cùng. Ha ha, cô bé, cô có phúc dày, gặp nạn hóa lành, đây là điều số mệnh cô có được. Thiên Cơ Tử cười nói, tôi chỉ là mượn hoa dâng Phật, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lúc này, cháu trai của Thiên Cơ Tử là Ngõ Nhạc cũng bước tới chào Diệp Lâm, anh Diệp, chúc mừng anh, nghe nói anh đã trở thành chiến thần Ung Châu. Cảm ơn Diệp Lâm cũng không ngờ hẳn lại gặp được ông cháu Thiên Cơ Tử ở đây. Lần trước Thiên Cơ Tử đã xem cho hắn một quẻ, mọi việc đều suôn sẻ, đúng là mọi việc suôn sẻ đến bất ngờ. Hai, lúc đó chúng ta đều viết cùng một chữ, nhất, đúng là cùng chữ không cùng mệnh, khoảng, thời gian này tôi thảm quá. Ngô Nhạc lại thở dài nói, gần đây cũng không biết vì lý do gì, luôn có những công ty cho vay tấn công tôi bằng tin nhắn yêu cầu tôi tia lại tiền. Nhưng tôi không nhớ là đã vay tiền của họ. Hại tôi bây giờ thậm chí không dám dùng điện thoại nữa, mở lên một cái là toàn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đe dọa. Nói rằng cho dù tôi là cổ võ giả, cũng sẽ tìm người trong giới tu hành đến xử lý tôi. Không ngờ các công ty cho vay nhỏ bây giờ lại lợi hại đến thế. Còn dám đòi cho vay nặng lãi cổ võ chúng ta, còn dám cưỡng ép thu. Hai, bây giờ ông cháu chúng tôi có nhà mà không dám về. Nếu số mạng có thì tất sẽ có, nếu số mạng không có thì không thể cưỡng cầu. Sau khi nghe được lời phàn nàn của cháu trai, Thiên Cơ Tử ngược lại rất cởi mở. Mọi người trò chuyện một lúc rồi mỗi người đi một ngả. Ông cháu Thiên Cơ Tử tiếp tục trốn nợ,
Tần Tịch Giao theo tàng kiếm thượng nhân chu du khắp thế giới tu hành. Còn Lục Cảnh Sinh lái xe đưa Diệp Lâm trở về phủ Trường An. Mọi người thấy Diệp Lâm chiến thẳng trở về, liền mở tiệc chiêu đãi khách khứa khắp nơi để chúc mừng Diệp Lâm. Trong bữa tiệc, Diệp Lâm công khai tuyên bố đã diệt trừ được rồng. Có thể dán thông báo để dân chúng không phải lo lắng về việc đó nữa. Mọi người nghe xong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đương nhiên rất cảm kích Diệp Lâm. Chỉ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh khi nhìn thấy Diệp Lâm bình an trở về thì không khỏi có chút thất vọng. Vốn nghĩ rằng Diệp Lâm dù không chết trong bụng rồng, thì mất tay mất chân trở về cũng được. Thẩm Thường Thanh âm thầm lắc đầu, trong lòng, thở dài, ác long này đúng là vô dụng, bị chém cũng, đáng đời. Lúc này, Thống đốc Phủ Trường An vội vàng hỏi, vậy con rồng bị chém đâu? Tôi định treo đầu rồng ngoài cổng thành cho dân chúng xem. Đối với ông ta mà nói, đây là một chiến công to lớn. Xác rồng đã bị một quái vật khác ăn thịt rồi, Diệp Lâm thành thật nói. Cái gì, còn có quái vật khác? Nghe vậy, mọi người càng thêm hoảng sợ, có cảm giác đè xuống rồi lại dâng lên. Vậy Diệp chiến thần, cũng giết hết những quái vật khác rồi chứ? Thẩm Thường Thanh lại hỏi. Quái vật đó thì không cần lo lắng, Diệp Lâm giải thích đơn giản. Nó là linh thú hộ sơn của Hoa Sơn, sẽ không ra ngoài để hại người đâu. Tất cả mọi người nghe được những lời này, đều rất nghi hoặc và lo sợ, cảm thấy lời nói của Diệp Lâm có chút khó tin. Cái gì mà linh thú hộ sơn của Hoa Sơn, những người dân địa phương Ung Châu bọn họ sao lại chưa bao giờ nghe nói đến? Sao lại trùng hợp như thế, một người nơi khác đến lại nhìn thấy? Đột nhiên, không khí tại hiện trường trở nên có chút quái dị và yên tĩnh. Sao thế, lúc này Lục Cảnh Sinh không kìm được liền lên tiếng nói, các người còn nghi ngờ Diệp chiến thần lừa các người sao? Không dám, không dám, Thống đốc Phủ Trường, An vội vàng nói, chỉ là sống thì phải nhìn thấy rồng, chết phải thấy xác. Nhưng bây giờ chỉ có một câu chém rồi, thân thể còn bị một con quái vật khác ăn rồi. Đây là Diệp Lâm, dám nói như vậy, mọi người không ai dám phản bác gì trước mặt. Nếu là người khác thì đã bị nghi ngờ từ lâu rồi. Có phải là báo láo quân tình, tham công mạo lĩnh rồi không? Cái đó, chiến thần đại nhân, lúc này, người nhà họ Tân không kìm được mà hỏi, không biết con gái nhà tôi hiện giờ đang ở đâu? Tại sao vẫn không thấy nó quay lại? Dù sao, lúc đi có ba người, khi trở về chỉ còn lại hai người. Người khác không dám hỏi trước mặt, nhưng Tân Tịch Giao dù sao cũng là người nhà họ Tần, không thể không quan tâm. Ồ! Cô ấy đã bái một trưởng lão Hoa Sơn làm sư phụ, theo vị cao nhân kia chu du khắp thế giới rồi, Diệp Lâm lại nói. Cái này, người nhà họ Tân nghe được lời này, đều không nói nên lời, càng không thể tin được. Lúc đi thì là hướng đạo, lúc về thì không thấy bóng dáng đâu, còn được thông báo là bái cao nhân làm sư phụ, đi chu du thế giới rồi. Câu này dù nghe thế nào cũng vẫn có chút không thể chấp nhận được. Thậm chí có lúc, người nhà họ Tân còn nghi ngờ. Có phải Tân Tịch Giao đã gặp chuyện ngoài ý muốn gì không? Chỉ là Diệp chiến thần, vì trốn tránh liên quan và trách nhiệm nên cố ý không nói, kiếm cớ chiếu mọi người cho xong việc. Dù sao thì đây cũng là đi giết một con rồng nên khó tránh xảy ra điều gì bất ngờ. Chỉ là sự nghi ngờ này, nhà họ Tân cũng không dám nói ra, có chút tức giận nhưng lại không dám nói ra. Sao thế? Lúc này Diệp Lâm nhấp một ngụm rượu, cũng nhìn ra bầu không khí có gì đó không đúng. Nhàn nhạt nói, các người đều đang nghi ngờ tôi sao? Các người cho rằng tôi không chém được rồng, ngược lại còn hại chết Tân Tịch Giao rồi phải không? Diệp Lâm nói xong, mọi người liền cười rộ lên, vội vàng chối không phải. Vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Giao Giao để xác nhận. Lúc này, người bạn thân Đường Y Y đã gọi điện cho Tân Tịch Giao trước mặt mọi người. Kết quả là gọi 3 lần liên tiếp nhưng không ai trả lời. Lúc này, bầu không khí tại hiện trường càng trở nên gượng gạo hơn. Còn sắc mặt mọi người trong nhà Tần cũng trở nên bất an và lo lắng. Các người đừng có nghĩ linh tinh, Lục Cảnh Sinh lớn tiếng nói, chắc chắn là do bên ngoài không có tín hiệu. Dù sao cô Tần là đi tu hành, không phải đi du lịch. Chờ ổn định chỗ ở sẽ liên lạc với các người báo bình an. Mặc dù nói như vậy nhưng điều này làm sao khiến nhà họ Tần yên tâm được. Hừ, lúc này... Đường Y Y không khỏi cười lạnh, Diệp Côn Luân, không ngờ anh lại là kẻ đạo đức giả như vậy. Nhiệm vụ thất bại thì cũng thôi, thậm chí là không bảo vệ được Giao Giao, nếu là chuyện ngoài ý muốn,
chúng tôi cũng không trách anh. Nhưng anh không nên nhiều lần bịa đặt lừa gạt chúng tôi như vậy. Anh coi bao nhiêu người chúng tôi đều là trẻ con lên ba hay sao? Anh nói cái gì chúng tôi cũng đều tin sao? Cho dù anh là chiến thần cũng không thể nói năng linh tinh như vậy được. Đường Y Y tin rằng người bạn thân nhất của cô là Tân Tịch Giao đã gặp họa rồi. Nhưng bây giờ, không có bạn thân làm chỗ dựa, Đường Y Y muốn làm bẽ mặt Diệp Côn Luân, tốt nhất nhân cơ hội này ép anh ta ra khỏi Ung Châu, như vậy bản thân mới có thể an toàn tuyệt đi. Lời nói của Đường Y Y cũng nói ra suy nghĩ của hầu hết mọi người có mặt. Tất cả mọi người đều không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Diệp Lâm, dù sao cũng có chút vô lý. Ha ha, đối mặt với lời buộc tội của Đường Y Y, Diệp Lâm cười nhạt, các người cho rằng tôi sẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà lừa người khác sao? Vậy thì các người quá coi thường tôi rồi. Vậy thì cho chúng tôi xem bằng chứng đi. Đường Y Y không buông tha, nói, con rồng mà anh giết đâu. Cho dù lấy ra một mảnh vảy rồng cũng được, đừng có nói con rồng đã bị ăn thịt rồi. Ngay cả một vảy rồng cũng không còn sót lại. Diệp Lâm bình tĩnh trả lời, tuy rằng tôi không buồn chán đến mức đi nhặt vảy rồng, nhưng tôi lại thu được linh hồn rồng rồi. Cái gì? Linh hồn rồng? Những lời này vừa nói ra, hiện trường lại lần nữa im lặng. Đường Y Y thậm chí còn cười lớn, đúng là càng nói càng vô lý. Vậy anh lấy ra cho chúng ta xem đi, anh sẽ không lại kiếm cớ nói rằng đó là linh hồn, mắt thường chúng tôi không nhìn thấy được đấy chứ. Đường Y Y làm ra vẻ tôi đã nói thay anh rồi, khiến anh không thể nói được gì nữa. Diệp Lâm nhìn cô ta, điềm nhiên nói, cô chắc chắn muốn xem. Đương nhiên, Đường Y Y ngẩng đầu lên, chỉ sợ anh không lấy ra được thôi. Sau đó, Diệp Lâm lấy chiếc sừng ra. Đường Y Y nhìn thấy, không kiềm chế được, muốn cười nhạo vài câu. Nhưng những lời giễu cợt chưa kịp thốt ra. Chỉ thấy một luồng khí lạnh đột ngột thoát ra từ chiếc sừng. Âm Long, ra đi. Diệp Lâm còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng rồng gầm như sấm. Mặt đối mặt, Đường Y Y nhìn thấy một đầu rồng to lớn và hung dữ hiện ra từ chiếc sừng. Bốn mắt nhìn nhau, đồng thời đối mặt với mình lao tới. A, à, trong đời Đường Y Y chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật đáng sợ như vậy, cô ta sợ hãi và hét lên thảm thiết. Miệng há to, mắt lồi ra. Giống như người yêu rồng nhưng khi nhìn thấy rồng thật liền bị dọa cho sợ hãi đến mức ngất xỉu và bất tỉnh tại chỗ. Ngay lập tức, Âm Long đã hoàn toàn hiện hình, uốn lượn trong đại sảnh. Đại sảnh rộng rãi ban đầu trở nên chật chội khi con rồng chen vào. Tiếng rồng gầm không ngừng khiến người ta choáng váng, ngay cả đại sảnh cũng khẽ rung chuyển. Khi nhìn thấy Âm Long xuất hiện, những người đứng bên dưới đều chết lặng, vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Thậm chí còn nghi ngờ đây có phải là một giấc mơ hay không. Mẹ ơi, đây chính là rồng trong truyền thuyết sao? Không được rồi, tim tôi không chịu nổi nữa rồi, lấy cho tôi mấy viên thuốc trợ tim nhanh đi. Diệp chiến thần, thu hồi phép thuật đi. Chúng tôi tin rồi mà. Mỗi lần Âm Long vặn người, thay đổi tư thế, những người bên dưới đều giống như những con ruồi không đầu, chạy tán loạn khắp nơi. Như thể họ sợ con rồng khổng lồ này sẽ vô tình nghiền nát họ vậy. Mọi người vừa chạy xung quanh để tìm chỗ ẩn nấp, vừa vô cùng sợ hãi. Suy cho cùng, những người có mặt ở đây phần lớn đều chỉ là người bình thường, chưa nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Ngay cả Thẩm Thường Thanh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, chen trong đám người, né tránh khắp nơi. Chỉ có Lục Cảnh Sinh là giống như đang xem kịch hay, thấy mọi người hành động như vậy. Bèn cười nói, ai bảo các người nghĩ ngờ chiến thần, bây giờ đã biết sợ chưa? Biết rồi, mau thu hồi con rồng khổng lồ này đi. Mọi người liên tục cầu xin. Thấy vậy, Diệp Lâm lại cầm chiếc kèn ra, trở về. Tuy nhiên, sau khi liên tục gọi ba lần, Âm Long vẫn trốn ở bên ngoài, không muốn đi vào. Trong tiếng rồng gầm vang lên còn có chút bất bình và tức giận. Ha ha, nhanh trở về đi, chị thương. Lúc này, tiếng cười quái dị của chim la sát lại vang lên. Điều này càng kích thích Âm Long hơn, nó gầm lên hết lần này đến lần khác, như đang kêu lên, đánh chứ thương gì. Hóa ra trên đường đi, Âm Long đã bị chim la sát bắt nạt một cách thảm hại, cảm giác giống như một con hổ lạc xuống đồng bằng bị một con chó bắt nạt vậy. Nếu là Âm Long tái sinh, nó đương nhiên sẽ không sợ chim la sát. Nhưng vào lúc này, Âm Long vừa bị giết chết, chỉ còn lại linh hồn thể.
phần lớn sức lực đã bốc hơi. Sống dưới sự che chở của người khác, phải đối mặt với một con chim la sát sống bắn năng lượng xác chết, hơn nữa lại vừa mới phát triển sức mạnh sau khi nuốt chừng 10.000 tông sư. Một núi không thể có hai hổ, huống chỉ là tình cảnh một rồng một chim trong một cái kèn nhỏ, đương nhiên càng khốc liệt hơn. Tuy nhiên, long hồn vẫn bị chim la sát khắc chế, dù thế nào đi nữa cũng không thể đánh bại đối thủ. Bây giờ đã trốn được, có thế nào nó cũng không muốn quay lại nữa. Tuy nhiên, Diệp Lâm vẫn không buông tha, anh cưỡng ép đưa long hồn vào trong kèn và phong ẩn lại lần nữa. Lý do anh cố tình để mặc chim la sát là để trấn áp oán khí của âm long và chuẩn bị cho sự hợp nhất giữa rồng và rắn trong tương lai. Sau khi Diệp Lâm thu lại long hồn, mọi người có mặt tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm, không cần biết phép tắc gì nữa, hầu hết đều ngồi bệt xuống đất, vẫn sợ hãi thở hổn hển. Lúc này, không ai dám nghi ngờ Diệp Lâm đã hoàn toàn không chế được vấn đề rồng hay chưa nữa. Tất cả đều không ngớt lời khen ngợi Diệp Lâm. Chỉ có nhà họ Tần là vẫn còn nghi ngờ, không biết câu chuyện của Tần Tịch Giao là thật hay giả. Ngay sau đó, dừ dừ dừ. Điện thoại di động của Đường Y Y đột nhiên reo lên. Một người bên cạnh nhặt lên nhìn, kêu lên, là cô Tần gọi đến. Vừa kết nối, giọng nói quen thuộc của Tần Tịch Giao lập tức vang lên, Y Y, vừa rồi cậu gọi cho tớ phải không? Hai, sóng ở đây không tốt lắm. Nghe vậy, mọi người trong nhà họ Tần lập tức nghe máy. Hào hứng nói chuyện với Tân Tịch Giao. Vừa rồi họ còn đang lo lắng cho sự an toàn của Tân Tịch Giao, nhưng Tân Tịch Giao lại bất ngờ gọi điện tới. Niềm hạnh phúc này đến quá đột ngột, tựa như một giấc mơ. Ha ha, tôi đã bảo mà Lục Cảnh Sinh nói, là do tín hiệu bên kia không tốt mà các người vẫn không tin. Sau khi trò chuyện và nghe Tân Tịch Giao tự mình kể lại, nhà họ Tân mọi người mới hoàn toàn yên tâm. Thì ra lời Diệp Lâm vừa rồi là sự thật. Tân Tịch Giao thật sự đã bái sư học đạo, theo sư. Phụ đi chu du khắp nơi để tu luyện. Vừa rồi, tôi theo sư phụ đến núi Thái Bạch, trên núi không có tín hiệu, bây giờ xuống núi mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ. Bây giờ tôi sẽ theo sư phụ đi về phía nam, tới núi Long Hổ. Sư phụ nói muốn tới đó thăm mấy người bạn cũ. Tín hiệu ở đây lại không tốt, điện thoại cũng sắp hết pin rồi, cúp máy đây. À, đúng rồi, Y Y ở đâu? Hãy nói với cô ấy giúp tôi là tôi phải đi vội nên không có thời gian để chào tạm biệt cô ấy. Thế rồi, cùng với một âm thanh tút tút vang lên, tín hiệu liên chập chờn rồi tắt hẳn. Mọi người trong nhà họ Tân vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, đồng thời cảm ơn tổ tiên phù hộ. Hiện giờ, Tần Tịch Giao đã có được một người thầy tuyệt vời, nhà họ Tân không chỉ có Cố Võ, còn có cao thủ Hoa Sơn làm hậu thuẫn, cộng thêm cả quan hệ với Diệp Chiến Thần, tương đương với việc ba chỗ dựa lớn. Tương lai, Tần Tịch Giao cũng có thể một mình đứng vững, vậy là họ sẽ có bốn người chống lưng. Nghĩ thôi đã hưng phấn rồi, trăm năm tới nhà họ Tần sẽ thống trị Ung Châu, không ai có thể vượt qua bọn họ. Thấy vậy, những vị khách xung quanh cũng đồng loạt chúc mừng nhà họ Tân. Diệp Chiến Thần, vừa rồi thật xin lỗi, chúng tôi đã trách lầm cậu, đại ân đại đức của cậu, không biết lấy gì báo đáp. Kể từ bây giờ, nếu Diệp Chiến có gì căn, dù có phải vào núi đao biển lửa, nhà họ Tần chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Mọi người trong nhà họ Tần đồng loạt xin lỗi Diệp Lâm, đồng thời định trả lại điện thoại di động cho Đường Y Y. Lúc này, họ mới phát hiện ra, Đường Y Y đã ngất đi vì sợ hãi, dù có kêu lên thế nào cũng không có phản ứng. Xong rồi, cô Đường không còn thở nữa. Ai ra, vừa rồi chắc đã quá sợ hãi rồi. Hiện trường lại trở nên hỗn loạn. Không ai ngờ rằng Đường Y Y... người đầu tiên đối mặt với long hồn lại ngất ngay tại chỗ. Có bác sĩ không? Mau tới cứu người đi. Nhà họ Đường cầu cứu. Diệp Lâm liếc nhìn Đường Y Y đang yên lặng nằm trên mặt đất, sau đó quay mặt đi. Trừ khi anh ra tay, nếu không thì thần tiên cũng khó cứu. Nhưng anh đâu có rảnh. Cứu cô ta. Diệp Lâm quyết định khoanh tay đứng nhìn. Vừa rồi Đường Y Y nhất quyết muốn nhìn thấy long hồn, tất cả đều do cô ta tự làm tự chịu. Như người ta vẫn nói, người khôn danh quá thì sẽ phản tác dụng. Một Đường Y Y luôn tự cho mình là thông minh và một Tân Dịch Giao luôn đứng về phía Diệp Lâm, ban đầu là bạn thân, nhưng giờ họ đã đi những con đường hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi bữa tiệc giải tán, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh mời Diệp Lâm ngày mai đi theo ông ta trở về Kinh Đô, tiếp tục nhiệm vụ.
Diệp Chiến Thần, cuối tháng là đại hội quân sự thường niên. Khi đó, tất cả quân khu và chiến thần sẽ tập trung về Yến Kinh, khen thưởng dựa theo thành tích trong năm. Đồng thời sẽ xét hạng toàn diện từng chiến khu. Những năm trước, do Ung Châu không có chiến thần nên tổng thành tích luôn đứng ở cuối bảng, năm nay có cậu ở đây rồi, có thể cố gắng leo lên trên bảng xếp hạng. Lúc đó, Bộ Quốc phòng chúng tôi sẽ truyền bá tin tức về việc bổ nhiệm cậu làm chiến thần Ung Châu. Nhân tiện, cậu cũng có thể làm quen và giao lưu với các chiến thần của các chiến khu khác. Vẫn còn hơn nửa tháng nữa, cậu cứ quay lại với tôi trước, vẫn còn một số thủ tục cần thiết yêu cầu sự có mặt trực tiếp của cậu. Tóm lại, mục đích thực sự của việc thẩm thường Diệp Lâm trở về thủ đô là để tạm thời tách anh ra khỏi quân đội Ung Châu, tránh việc bám rễ ở đây và gây khó khăn cho việc loại bỏ anh sau này. Dù sao, việc Diệp Lâm có thể trở thành chiến thần ở Ung Châu hay không cũng không phải chuyện một thứ trưởng như ông ta có thể quyết định, ông ta phải quay lại bàn bạc với mọi người, nếu như Bộ Quốc phòng có sắp xếp khác thì sao? Vì vậy, trước khi mọi chuyện được giải quyết, tốt nhất quân đội Ung Châu vẫn nên duy trì tình hình trước đó. Được, Diệp Lâm lập tức đồng ý. Dù sao anh cũng không có ý định ở lại đây lâu. Ngày hôm sau, Diệp Lâm dặn dò Lục Cảnh Sinh vài câu, quân đội Ung Châu vẫn sẽ tiếp tục do Bát Kỵ quản lý như trước. Luyện tập cho tốt, đợi tôi quay lại. Lục Cảnh Sinh nhận lệnh rời đi. Sau đó, Diệp Lâm lên chuyên cơ của Thẩm Thường Thanh và cả hai cùng nhau trở về Yến Kinh. Đến đây, chuyến đi đến Ung Châu và cuộc chiến giành vị trí chiến thần tạm thời đã kết thúc. Trận chiến của Diệp Lâm ở Ung Châu, vụ thảm sát 10.000 cao thủ của Thanh Môn, sự thất bại của đệ tử cao cấp Hoa Sơn, người được bộ chiến tranh bí mật nâng đỡ, cũng như chuyện Diệp Lâm một bước nhảy lên vị trí chiến thần, ra lệnh cho 30 vạn quân đội Ung Châu là điều mà lẽ ra thế giới phải biết đến. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đã giữ bí mật chuyện này, áp chế các tin tức và báo cáo liên quan, khiến thế giới bên ngoài biết rất ít vẽ những chuyện này. Suy cho cùng, khi nào vẫn còn những nghi ngờ về ứng cử viên cho chức chiến thần thì họ sẽ chưa công bố. Nhưng ngay cả như vậy, những người hoặc thế lực bị ảnh hưởng bởi điều này đã bắt đầu âm thầm vạch ra kế hoạch ứng phó tiếp theo. Ví dụ như Thanh Môn. Trong trận chiến này, Thanh Môn không chỉ mất đi một ông lớn mà còn mất đi gần một nửa nhân lực. Dù sao đó cũng là 10.000 cao thủ cấp tông sư. Dù ở bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào thì cũng là một lực lượng không thể coi thường, nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị tiêu diệt. Mọi người ở Thanh Môn đều vô cùng ngạc nhiên và tức giận, đồng thời cũng vô cùng bất an. Hai ông lớn còn lại có mật danh là Quỷ Lũ và Hạn Hán đã họp khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó. Sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức cấp cao từ tất cả các đảng ở Thanh Môn, Thanh Môn sẽ phải đối mặt với hai vấn đề lớn tiếp theo. Thứ nhất, liệu Diệp Lâm có tiếp tục là kẻ thù của Thanh Môn? Anh sẽ đích thân dẫn 30 vạn quân Ung Châu ra nước ngoài và đè bẹp Thanh Môn của họ như lời anh đã nói không? Nếu đúng là thế, đối mặt với kẻ thù hùng mạnh như vậy, Thanh Môn đang đối mặt với nguy cơ rất lớn. Thứ hai, hiện giờ Thanh Môn đã bị tổn thất nặng nề, ngoài việc đối phó với kẻ thù tiềm tàng là Diệp Lâm. Họ còn phải chuẩn bị đối phó với các thế lực ở nước ngoài. Xét cho cùng, Thanh Môn là một tổ chức lớn ở nước ngoài với tài sản khổng lồ và tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Hiện giờ đang có không ít người đang âm thầm chuẩn bị ra tay, đục nước béo cò. Cuối cùng, hai ông lớn đã chủ động gánh vác mọi việc, lần lượt giải quyết hai vấn đề lớn này. Vấn đề đầu tiên là Diệp Lâm sẽ do Quỷ Lũ giải quyết. Tôi sẽ giám sát chặt chẽ mọi hành động của người này. Một khi cậu ta thực sự muốn ra nước ngoài đối phó với chúng ta, tôi sẽ đích thân nghênh chiến, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù có phải đồng quy vu tận. Ngoài ra, tôi còn nghe nói, vị trí chiến thần của người này vẫn chưa xác định, Thanh Môn chúng ta cũng có quen rất nhiều quan chức đại hạ. Chúng ta có thể lợi dụng mối quan hệ để ngăn cản người này trở thành chiến thần. Vấn đề lớn thứ hai là các lực lượng hải ngoại đang rình rập sẽ do Hạn Hán giải quyết. Thanh Môn đã đến thời khắc sinh tử quan trọng, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc hợp tác sâu rộng với các thế lực hùng mạnh của các quốc gia khác. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nếu chúng ta có chung kẻ thù là tên nhóc họ Diệp đó thì vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn. Lúc này, trong khi Thanh Môn đang tổ chức cuộc họp xuyên đêm, Diệp Lâm cũng đã trở lại Yến Kinh một cách suôn sẻ. Diệp Chiến Thần, tôi phải về Bộ Quốc phòng trước, không thể tiễn cậu được. Vừa vào thành phố, Thẩm Thường Thanh và Diệp Lâm đã tách ra, hẹn gặp lại.
Sau khi tách khỏi Thẩm Thường Thanh, Diệp Lâm bèn gọi Hoa Quốc Đống ra đón mình. Trong lúc kiên nhẫn chờ đợi, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt anh. Một thân hình mặc quân phục, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc dài tung bay. Người này không ai khác chính là chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh, Kim Lũ Y. Diệp Lâm giật mình, không ngờ rằng mình sẽ gặp Kim Lũ Y ngay khi quay trở lại. Hơn nữa, dáng vẻ đằng đằng sát khí của đối phương như thể đang tìm anh để quyết đấu vậy. Diệp Côn Luân, chịu chết đi. Ngay lập tức, Kim Lũ Y rút kiếm ra và tấn công Diệp Lâm. Vút! Trong chớp mắt, Kim Lũ Y đã rút kiếm ra và đến trước mặt Lâm. Thân hình ma quái và tốc độ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Diệp Lâm. Cô là ai? Chỉ bằng một động tác, Diệp Lâm đã nhận ra người trước mặt chỉ có vẻ ngoài giống Kim Lũ Y chứ không phải Kim Lũ Y thật. Một điều nữa là Kim Lũ Y lại gọi một cái tên khác của anh, Diệp Côn Luân. Trừ khi cha nuôi Lý Úc Bạch kể cho cô nghe mọi chuyện, nếu không cô sẽ không biết Diệp Lâm và Diệp Côn Luân là cùng một người. Về phần người trước mặt, nếu có thể gọi chính xác tên Diệp Côn Luân, có lẽ đã gặp anh ở Ung Châu. Cô là Địa Tạng Vương. Nghĩ đến ngàn mặt ngàn tướng và cuộc tiếp xúc ngắn ngủi giữa hai người ở Ung Châu, Diệp Lâm lập tức phản ứng. Đối phương đã khéo léo dùng gương mặt quen thuộc, khiến Diệp Lâm không có chuẩn bị, thậm chí có chút bất cẩn. Khi các cao thủ giao đấu, chỉ cần một khoảnh khắc cũng đủ mất mạng rồi. Lúc này, Lim Lũ Y đã tới trước mặt, thanh đao dài trong tay trong phút chốc biến thành một con dao găm. Đó là con dao găm giống như của Diệp Lâm. Dao rồng. Trong nháy mắt, Diệp Lâm còn chưa kịp phản. Ứng, dao rồng đã đâm vào bụng Diệp Lâm. Ha ha ha. Kim Lũ Y lộ ra một nụ cười kiêu ngạo và quái dị, âm thiên tử. Không ngờ anh vừa nhìn thấy hai khuôn mặt của tôi mà đã sắp về Tây Thiên rồi. Với trình độ của anh, đừng nói là giết tôi, cho dù so sánh với thế hệ âm thiên tử trước cũng kém xa. Dứt lời, người đối diện đột nhiên dường như biến thành một người không có khuôn mặt quen thuộc của Kim Lũ Y đột nhiên biến thành một tấm bảng trống, không còn đường nét. Sau khi bị tấn công, Diệp Lâm nhanh chóng bình tĩnh lại. Bình tĩnh đáp, cô cho rằng chỉ có mình cô thành công thôi ư. Địa Tạng Vương, chẳng lẽ sau lưng cô không có mắt sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt người trước mặt đột nhiên cứng đờ, mặc dù nhìn không thấy biểu cảm trên gương mặt, nhưng xuyên qua làn da vẫn có thể cảm nhận được sự hoảng sợ của đối phương. Dao rồng. Địa Tạng Vương quay lại, thấy một lưỡi dao rồng đã đâm vào lưng mình từ lúc nào. Cô ta cũng đã bị trúng chiêu. Hay lắm, âm thiên tử. Che giấu hay lắm. Tôi bị anh tương kế tựu kế rồi. Địa Tạng Vương trước mặt anh lại bắt đầu mờ mịt, cả người dường như đã trở thành một bong bóng huyền ảo, khó nắm bắt. Giống hệt như khi Địa Tạng Vương biến mất một cách bí ẩn trước mặt Diệp Lâm và Lý Úc Bạch trong Túy Tiên Cư vậy. Chẳng bao lâu, một cơn gió mạnh thổi đến, người trước mặt hoàn toàn biến mất theo cơn gió. Chỉ để lại một vết thương ở bụng dưới. May mắn thay, vết thương không quá hiểm hóc. Với y thuật xuất sắc của Diệp Lâm, vết thương đã được điều trị dễ dàng. Cạch cạch. Lúc này, Hứa Quốc Đông mới lái xe tới. Ê, sư phụ, anh bị sao vậy? Sao trên mặt đất lại có nhiều máu như vậy? Diệp Lâm mở cửa xe đi vào, không sao, đi thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Quốc Đông quan tâm. Hỏi, tôi có nên đưa anh đi bệnh viện không? Diệp Lâm cười nói, anh cảm thấy tôi cần đi bệnh viện sao? Đúng nhỉ, sư phụ là thần y mà. Hoa Quốc Đống cũng mỉm cười, tạm thời yên tâm. Sau đó, Hoa Quốc Đống nói với Diệp Lâm, sau khi nghe tin sư phụ trở về, bốn đồ đệ bọn họ đã sắp xếp một bữa tối để chào đón sư phụ. Sư phụ, bây giờ anh còn có thể đi được không? Hoa Quốc Đống không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi trước nhé? Nếu các anh đã có lòng thì tôi đương nhiên sẽ đi. Diệp Lâm nói. Vết thương nhỏ này không là gì cả. Được, Hoa Quốc Đống nhấn ga, đưa Diệp Lâm đi tới một con phố buôn bán xăm uất. Bước vào một khách sạn cổ, họ gặp Bàng Văn Hiên và những người khác. Năm thầy trò ngồi trong phòng riêng trên tầng 2. Sư phụ, tôi nghe nói hôm nay Bạch Nương Tử nổi tiếng của thành Trường An cũng có mặt ở đây. Bàng Văn Hiên chỉ vào những vị khách đang tụ tập ở tầng dưới, vậy nên chúng tôi mới đặc biệt tổ chức một bữa tiệc ở đây. Một là để mừng sư phụ về, hai là để chiêm ngưỡng Bạch Nương Tử nổi danh thiên hạ. Tôi nghe nói trong chuyến lưu diễn toàn quốc,
Bạch nương tử đã đến Yến Kinh đầu tiên đấy, Hoa Quốc Đống cũng phụ họa theo. Sư phụ, anh thật may mắn, hôm nay vừa hay về kịp. Bạch nương tử. Nghe thấy cái tên này, Diệp Lâm không khỏi khẽ nhíu mày, anh không biết dung mạo thật của Địa Tạng Vương có phải Bạch nương tử hay không. Không phải nói là 7 giờ tối sao? Liễu Thành Đài sốt ruột nói, sao đã gần 8 giờ rồi mà vẫn chưa thấy người đâu? Đừng nói là cho chúng tôi leo cây đấy nhé. Lúc này, dưới lầu đã có tiếng ồn ào, yêu cầu Bạch nương tử mau lên sân khấu, rất nhiều người đang chờ đợi. Rất nhanh, một tên béo vội vàng bước lên sân khấu, nói, xin lỗi, Bạch nương tử đang bị bệnh, e là tối nay không thể lên sân khấu được. Để thay cho lời xin lỗi, tất cả các hóa đơn tối nay sẽ được miễn phí hoàn toàn. Cái gì? Những lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn nổ tung. Mặc dù được miễn phí hóa đơn nhưng mọi người vẫn không chịu, liên tục la hét, chửi bới. Dù sao cũng có rất nhiều người đến đây vì Bạch nương tử. Kết quả là sau một thời gian dài chờ đợi lại không được thấy mặt. Miễn phí cái con khỉ, trả lại tiền đây. Có người bắt đầu la hét phản đối. Nhóm Hoa Quốc Đống cũng lắc đầu thở dài. Tại sao đúng tối nay lại bị ốm vậy? Chắc là mới tới Yến Kinh, lạ nước lạ cái. Thật đáng tiếc. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Lâm cũng phần nào xác nhận được nghi ngờ của mình. Bạch nương tử này có thể là hình dạng thực sự của Địa Tạng Vương. Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy, anh vừa mới đánh nhau với cô ta, hai người đều bị thương, lúc này Bạch nương tử cũng bị bệnh, không thể lên sân khấu. Thật khó để không nghi ngờ rằng hai người họ là cùng một người. Lúc tôi đi vâng ở đây không có chuyện gì xảy ra đấy chứ. Sau khi mọi người xem náo nhiệt dần dần tản đi, không gian trở nên yên tĩnh, Diệp Lâm bắt đầu hỏi. Ai ra, thật ra hai ngày nay xảy ra khá nhiều chuyện. Hoa Quốc Đống đang muốn báo cáo mọi chuyện với Diệp Lâm, bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ Kim Lũ Y đi. Bàng Văn Hiên đứng dậy, cười hả hê, sư phụ, Kim Lũ Y, chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh, người phụ nữ có ác cảm với anh, hôm nay đã bị đình chỉ nhiệm vụ để điều tra rồi. Cùng lúc này. Chiến thần U Châu, Lý Úc Bạch cũng tạm thời ghé về nhà trên đường đi qua Yến Kinh. Gặp mặt con gái nuôi Kim Lũ Y. Cha à, đã chọn được chiến thần U Châu chưa? Kim Lũ Y hưng phấn hỏi, sao vẫn chưa thấy tin tức gì cả? Đã chọn được rồi. Lý Úc Bạch gật đầu, hình như còn phải trải qua một số thủ tục nên chưa có chính thức công bố. Là ai vậy à? Kim Lũ Y tiếp tục hỏi, không đợi cha nuôi trả lời, cô lập tức nói ra một cái tên. Là Diệp Côn Luân sao? Lý Úc Bạch nhìn con gái nuôi bằng ánh mắt phức, tạp, sau đó gật đầu, đúng, chính là cậu ta. Tuyệt vời, Kim Lũ Y mỉm cười, con biết anh ấy chắc chắn sẽ trở thành chiến thần mới mài. Hai, đáng tiếc gần đây ở Yến Kinh xảy ra nhiều chuyện quá, con không có thời tới chứng kiến khoảng khắc anh ấy trở thành chiến thần. Nhưng cuối tháng này sẽ có đại hội toàn quân, khi đó có thể gặp lại rồi. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Kim Lũ Y, Lý Úc Bạch không đành lòng nói cho cô biết sự thật rằng Diệp Côn Luân chỉ là một cái tên khác của Diệp Lâm mà thôi. À đúng rồi, con đã gặp Diệp Côn Luân bao giờ chưa? Lý Úc Bạch tò mò hỏi. Dạ rồi, con đã gặp vài lần rồi, Kim Lũ Y nói, cha đã bảo con đến thăm anh ấy mà. Người đó không dễ tiếp xúc lắm, có chút cô độc, nhưng là người ngoài lạnh trong nóng, anh ấy thậm chí còn cứu con một lần nữa. Nghe vậy. Lý Úc Bạch càng cảm thấy kỳ quái, ông ấy vốn tưởng rằng hai người chưa từng gặp mặt. Nếu đã nhìn thấy Diệp Côn Luân, chẳng lẽ Kim Lũ Y không nhận ra rằng Diệp Côn Luân chính là Diệp Lâm sao? Đương nhiên, Lý Úc Bạch không biết, Diệp Côn Luân còn có một bộ mặt khác. Quên đi, tạm thời không nói chuyện này nữa, Lý Úc Bạch chuyển chủ đề, ân cần hỏi, tình hình ở đây thế nào rồi? Cha vừa trở về đã nghe nói con bị đình chỉ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kim Lũ Y nghiêm túc nói, trong hai ngày qua, trong thành đã xảy ra rất nhiều vụ án kỳ lạ. Hàng chục người đã bị hút hết tinh huyết và biến thành xác ướp. Bộ Văn hóa và Ngoại giao nhân cơ hội tố cáo con, nói rằng đó là do sai sót trong công tác của đội cận vệ Yến Kinh. Xác ướp, Lý Úc Bạch nói, xem ra có người đang dở trò rồi. Chẳng trách khi đến, cha lại thấy thành phố không còn náo nhiệt như xưa nữa. Đúng đó à, Kim Lũ Y nói. Bởi vì sự việc này mà mọi người đang hoảng loạn, nhiều người không dám ra ngoài sau khi trời tối. Gấp trên cố tình làm khó, chỉ cho con 12 giờ để giải quyết vụ án.
Vì lý do này mà con bị đình chỉ. Vụ án cũng được chuyển đến Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân tối cao và Khâm Thiên Giám hợp tác điều tra. Các thuật sĩ chiêm tỉnh của Khâm Thiên Giám cũng muốn hợp tác điều tra ư? Lý Úc Bạch có hơi giật mình, trầm ngâm nói, xem ra vụ án này không đơn giản. Con đã có manh mối rồi. Kim Lũ Y kiên định nói đáng tiếc thời gian cho con quá gấp, nếu có thêm một ngày nữa, con chắc chắn sẽ có thể phá án. Nhưng không sao cả, mặc dù con bị đình chỉ, nhưng đội cận vệ Yến Kinh vẫn nghe theo lệnh của con, có thể âm thầm điều tra. Lý Úc Bạch tò mò hỏi, đã điều tra đến bước nào rồi? Có những manh mối gì? Con đã lần theo dấu vết của Phủ Quốc Sư, Kim Lũ Y nói, các manh mối đã bị gián đoạn khi họ đến đó. Quốc Sư, Lý Úc Bạch nghe được lời này, sửng sốt, vụ án này có liên quan đến Quốc Sư sao? Quốc Sư không giống loại người hiểm ác như vậy. Quốc Sư tiền nhiệm trong ấn tượng của Lý Úc Bạch quả thực là một người tài giỏi, từ khi được phong làm Quốc Sư, ông ấy luôn cầu phúc cho đại hạ, mang lại mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thật khó tin khi nói một người chính trực như vậy lại có liên quan đến vụ án xác ướp kỳ lạ kia. Có cần cha phái người hỗ trợ con điều tra không? Lý Úc Bạch có chút bất an. Không cần đâu ạ, Kim Lũ Y nói, chỉ cần đội cận vệ Yến Kinh là đủ rồi. Lý Úc Bạch dặn đi dặn lại, nếu vụ án này có thể liên quan đến quốc sư, chắc hẳn không hề đơn giản, con nhất định phải cẩn thận hơn, đừng để bị mắc kẹt trong đó, rơi vào nguy hiểm. Vâng, thưa cha. Con sẽ chú ý hơn. Kim Lũ Y gật đầu. Lý Úc Bạch còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng cấp phó Hồ Phi đột nhiên bước vào, thì thầm vào tai ông ấy mấy câu. Người đó cũng đã tới Yên Kinh rồi ạ. Quả nhiên, hai mắt Lý Úc Bạch sáng lên, lập tức rời đi. Cha, muộn như vậy cha còn đi ra ngoài sao? Kim Lũ Y còn tưởng rằng đêm nay cha nuôi của cô sẽ ở lại đây nghỉ ngơi. Ừ, Lý Úc Bạch đáp lại, ngẩng đầu bước ra khỏi nhà. Cảm khái nói, đi giết một người. Cùng lúc đó, Bộ Quốc phòng cũng tổ chức một cuộc họp suốt đêm để thảo luận về việc lựa chọn chiến thần Ung Châu. Không ngờ tên nhóc họ Diệp đó lại có hổ phù. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngồi ở trên cao, vẻ mặt đấm chiêu, làm đảo lộn hết kế hoạch của chúng ta rồi. Đúng vậy, Thứ trưởng Thẩm Thường Thanh cũng đồng tình, lúc cậu ta lấy hổ phù ra lệnh cho ba đại quân, tôi cũng bất ngờ. Hổ phù của Tần Võ An xuất hiện trở lại thực sự khiến mọi người trong Bộ Quốc ngạc nhiên. Bộ trưởng đại nhân, Thẩm Thường Thanh bổ sung thêm, hiện giờ, Diệp Côn Luân có thể dễ dàng điều động 30 vạn đại quân Ung Châu, thành công giết chết 10.000 cao thủ thanh môn hải ngoại, lại có truyền thừa của chiến thần Ung Châu thế hệ trước, được các chiến sĩ Ung Châu vô cùng tín nhiệm. Tôi sợ cậu ta sẽ bén rễ ở đó cho nên mới tạm thời đưa cậu ta về Yến Kinh, hy vọng Bộ trưởng mau chóng đưa ra quyết định. Nghe vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gật đầu nói, ông làm rất tốt, nếu để cậu ta ở lại Ung Châu, chắc chắn sẽ gây ra phiền toái lớn, bởi vì ở bên ngoài rất khó kiểm soát. Bây giờ, cậu ta đã trở về Yến Kinh, chúng ta có thể yên tâm hành động, cứ cho cậu ta một chức vụ giả, sau đó bổ nhiệm một chiến thần mới. Mọi người nghe xong đều cảm thấy đây cũng là một giải pháp hợp lý. Chỉ sợ, Thẩm Thường Thanh lo lắng nói, chiến thần mới sẽ khó thuyết phục được dư luận. Cho dù có phái đến Ung Châu cũng không thể khống chế được quân đội như dã lang của Ung Châu. Dù sao, tên tuổi của Diệp Côn Luân đã ăn sâu vào lòng quân Ung Châu, người bình thường khó có thể thay thế được anh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chế nhạo, cái nào ít có hại hơn. Thường Thanh, chẳng lẽ ôn không hiểu hay sao? Ông muốn một chiến thần mới tự mình cầm quyền, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Bộ Quốc phòng chúng ta. Hay là muốn một người được chúng ta giao phó? Cho dù người đó không điều động được binh lính địa phương. Đối với Bộ Quốc phòng, cho dù 30 vạn quân Ung Châu có đóng quân tại chỗ thì cũng không được mất kiểm soát và rơi vào tay người khác. Thẩm Thường Thanh nghe được lời này thì chợt hiểu ra, đúng là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, Bộ trưởng nói chí phải. Nhưng tôi nên cử ai đến đảm nhận vị trí này mới có thể danh chính ngôn thuận đây? Ứng cử viên chiến thần đột nhiên bị thay đổi, dù không thuyết phục được dư luận thì cũng không thể tạm bợ quá được. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định, chẳng phải đã chọn ra được Võ Trạng Nguyên năm nay rồi sao? Hãy để đương kim Võ Trạng Nguyên tiếp nhận vị trí chiến thần Ung Châu, để xem ai dám chỉ trích. Ở một nơi khác, tại nhà họ Khổng. Khi biết sư đệ của mình là Diệp Lâm đã chiến thắng trở về và trở thành chiến thần mới của Ung Châu, Khổng Hữu Vị, Bộ trưởng Bộ Hành chính vô cùng hài lòng.
vị sư đệ này của mình quả nhiên là nhân tài kiệt xuất, tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành chiến thần, thống lĩnh đại quân, tương lai sáng lạn vô cùng. Gừng càng già càng cay, mắt nhìn của cựu thủ tướng quả thực rất tốt. Khổng Hữu Vi từ lâu đã có ý định liên hôn với Diệp Lâm, nhưng bây giờ biết được Diệp Lâm có chí hướng trở thành chiến thần, ông ta càng thêm hứng thú với chuyện này. Dù sao nhà họ Khổng vốn đã thâm căn cố đế ở trong triều đình, nếu ở ngoài triều đình có chiến thần trợ giúp thì sẽ là một thế lực hoàn hảo, bất khả chiến bại. Tuy nhiên, trong gia tộc hiện tại không có người nào cùng trang lứa. Ông nội, ông lại ngồi đọc sách rồi ạ. Lâu lắm cháu mới từ nước ngoài về mà ông chẳng nói chuyện với cháu gì cả. Cả ngày chỉ bận rộn công việc, chán quá đi. Lúc này, một cô gái trẻ ăn mặc thời trang bước vào. Ở độ tuổi 16, dù không trang điểm nhưng vẫn rung động lòng người. Cô ấy là cháu gái út và người cháu được yêu chiều nhất của ông Khổng, Khổng Mạnh Kỳ, vừa đi du học về. Thi át, đáng tiếc gần đây thành phố không yên bình, ban đêm không ai dám ra ngoài. Thật nhàm chán. Khổng Mạnh Kỳ chán nản ngồi xuống ghế sofa, muốn trò chuyện với ông nội để giải tỏa nỗi bỡn chán. Lúc này, Khổng Hữu Vi nhìn cháu gái nhỏ của mình, đột nhiên mỉm cười, chẳng phải đã có dõi hay sao? Có gì cơ ạ? Khổng Mộng Kỳ tò mò hỏi. Mạnh Kỳ, cháu chán lầm phải không? Ông nội sẽ giới thiệu cho cháu một người bạn trai, buổi tối có cậu ấy đi cùng thì bảo đảm an toàn. Khổng Hữu Vi cười nói. Với sự bảo vệ của chiến thần, dù bên ngoài có là địa ngục thì cũng sẽ có cảm giác như đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Ông nội, ông đường đường là bộ trưởng đại nhân, không quan tâm đến quốc gia đại sự, sao tự dưng lại muốn chuyển sang làm bà mối vậy? Khổng Mạnh Kỳ cho rằng ông nội đang nói đùa. Thế nhưng, Khổng Hữu Ví lại nghiêm túc lặp lại, chuyện của người khác thì không cũng chẳng muốn quan tâm cho mệt, nhưng chuyện hôn nhân đại sự của cháu, ông bắt buộc phải đích thân tham gia. Mạnh Kỳ, lần này ông nội đã đặc biệt chọn cho cháu một người chồng tốt rồi. Khổng Mạnh Kỳ ngạc nhiên vô cùng, ông nội, ông đừng đùa nữa, cháu vừa mới đi du học về thôi mà. Cơ hội này không thể bỏ qua, Khổng Hữu Vi sốt ruột nói, nếu không nhanh chóng hành động, sợ rằng người khác sẽ cướp mất, đến lúc đó hối hận cũng đã. Muộn, nhìn thấy ông nội sốt sắng việc hôn nhân của mình đến mức lo sợ như vậy, Khổng Mộng Kỳ cũng tò mò không biết người ông nội nói là ai mà có sức hút đến thế. Ông nội, rốt cuộc người ông nói là ai? Khổng Mộng Kỳ cũng có chút tò mò, không lẽ là một trong những đệ tử ruột của ông? Không, Khổng Hữu Vi cười nói, những đệ tử của ông, người giỏi nhất có thể leo lên quan ngũ phẩm đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể so sánh được với người này được? Ông không thể đào tạo ra một người xuất sắc như vậy, nhưng ông và người này học cùng mộ sư phụ, là một trong những sư đệ của ông. Cái gì? Khổng Mạnh Kỳ nhìn ông nội như muốn khóc. Sư đệ của ông nội ít nhất cũng phải 50-60 tuổi, đúng chứ? Để mình cưới một ông già. Ông nội thực sự nỡ lòng làm vậy sao? Ông nội, có phải ông nhặt cháu ở thùng rác về không? Bây giờ ông định bán cháu đi sao? Nói năng linh tinh, Khổng Hữu Vi tức giận nói, mãi ông mới chọn cho cháu một người chồng như ý, sao có thể nói là bán được? À, ngay lập tức, Khổng Hữu Vi lại cười nói, ông hiểu rồi. Cháu đừng hiểu lầm. Mặc dù là sư đệ của ông, nhưng cũng cùng tuổi với cháu thôi. Ông sẽ không giấu nữa, hôm nay cậu ấy vừa trở thành chiến thần, tương lai vô cùng sáng lạn. Cho nên ông đã nghĩ rồi, phải nhanh tay đưa cậu ấy về làm rể trước, không thể để người khác cướp mất được. Chiến thần. Khổng Mạnh Kỳ không có hứng thú lắm với việc này. Mặc dù ông nội đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đối phương bằng tuổi cô, nhưng so với các vị chiến thần đương thời thì ít nhất cũng phải 30-40 tuổi. Hơn nữa, Khổng Mạnh Kỳ đã du học từ khi còn nhỏ, suy nghĩ của cô ngày càng phương Tây hóa, điều cô không thích nhất chính là việc mai mối như vậy. Việc kết hôn của cháu là do cháu tự quyết định. Khổng Mộng Kỳ từ chối lòng tốt của ông nội, cho dù sư đệ chiến thần của ông có xuất sắc đến đâu, nếu cháu không thích thì cháu cũng sẽ không cưới đâu. Khổng Hữu Vi rất tự tin, cười nói, nếu gặp được cậu ấy, nhất định cháu sẽ thích. Đứng trước một thiếu niên trẻ tuổi đầy triển vọng như sư đệ mình, có người con gái nào mà không rung động cơ chứ? Không, cháu không gặp. Khổng Mộng Kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô ấy không muốn đôi co với ông nội nữa, nếu tiếp tục trò chuyện thì chắc sẽ cãi nhau mất. Cháu hãy nghe theo sự sắp xếp của ông. Khổng Hữu Vi còn kiên trì nói, ngày mai ông sẽ liên lạc với sư đệ, mời cậu ấy đến gặp cháu.
cháu có nghe thấy không? Ông là ông nội của cháu, sao có thể hại cháu được? Cháu cứ thử gặp một lần đi, cam đoan cháu sẽ hài lòng. Lần này ông không thể để cháu muốn làm gì thì làm được, muốn cũng phải đi mà không muốn cũng phải đi. Khổng Mạnh Kỳ giận dữ trở về phòng ngủ, cứ nghĩ đến buổi xem mắt ép buộc vào ngày mai là lại khó chịu. Là một sinh viên ưu tú đi du học về, việc đầu tiên cô làm sau khi về nước chính là bị gia đình ép đi xem mắt. Đây là thế kỷ 21 rồi đó, chẳng lẽ đến hôn nhân của mình cũng không thể tự làm chủ được hay sao? Đột nhiên, Khổng Mạnh Kỳ nghĩ ra một kế hoạch, phản kháng, bò ra cười ngặt nghẽo. Nếu ông nội đã cổ hủ như vậy thì mình sẽ lấy độc trị độc. Xem mắt chứ gì, liên hôn chứ gì. Được rồi, vậy ngày mai mình sẽ bung xóa luôn, ném tú cầu, chúng định mệnh. Ở bên ngoài, Thiên Cơ Tử đang nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu. Đột nhiên nhìn thấy một ngôi sao khổng lồ xô rơi thẳng xuống. Ánh sáng dần dần mờ đi. Hai, Thiên Cơ Tử thở dài, lại một ngôi sao nữa rơi xuống, đáng tiếc. Đáng tiếc. Một lúc sau, cháu trai Ngô Nhạc thở hổn hển chạy tới. Ông nội, cháu đã đặt tất cả tiền lo hậu sự của ông vào Argentina rồi đấy. Nếu thua, chúng ta sẽ phải đi ăn xin. Thiên Cơ Tử cười nói, yên tâm, ông tính toán cả đời rồi, đã bao giờ phạm sai lầm chưa? Nếu không phải vì hoàn cảnh đặc biệt, cháu nợ một khoản nợ khổng lồ thì ông cũng sẽ không đem toàn bộ số tiền đó đi đặt cược. Thế nhưng, Ngô Nhạc vẫn có chút lo lắng, ông nội, cháu thấy ngoài kia người ta nói, Pháp đang được ủng hộ nhiều lắm. Cháu thì biết cái gì Thiên Cơ Tử nói, bóng đá thì phải đi ngược số đông. Đừng lo, sau khi World Cup kết thúc, những ngày tươi đẹp của ông cháu ta sẽ bắt đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.